Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2726, Linh Tính Đáng Sợ 1. Trương gia là gia tộc danh sư, trên quảng trường có vô số tượng tiên tổ, tự nhiên cũng có tượng khổng sư để người tế bái, vừa rồi chấn kinh tất cả tượng đá đều sống, không nghĩ tới nghe được thanh âm này, nguyên thần suýt chút nữa bị dọa đến trực tiếp sụp đổ. Vội vã nhìn qua, quả nhiên thấy tượng khổng sư cũng đứng ở trước mặt một đám khách nhân, không ngừng giới thiệu bản thân. Yết hầu phát khô, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn Khải Linh, tượng khổng sư. Trương Vô Trần cảm thấy sắp điên rồi. Đây chính là khổng sư, tồn tại người người kính ngưỡng, cho dù chỉ là tượng đá, cũng không dám làm càn, cái tên này lại trực tiếp Khải Linh. Còn có, Vô Trần trưởng lão lần nữa chỉ về phía trước. Ngay sau đó nhìn thấy tổ sư khai phái của Trương gia, cũng ngồi tại nguyên chỗ. Càng nói càng hưng phấn, nếu có nước bọt, đoán chừng cũng bay ra. Hồ đồ, quả thực hồ đồ. Trương Vô Trần gào thét. Tượng đứng sừng sững ở trên quảng trường, chỉ là hướng người biểu hiện ra Trương gia mạnh mẽ cùng công lao, hiện tại những tượng này kéo người kể chuyện. Dù nói là sự thật, nhưng nói ra cũng mất mặt a hát. Đây cũng không phải biểu hiện ra, mà là cưỡng ép giới thiệu. Mấu chốt nhất là, tượng khổng sư, người ở danh sư đại lục, cái nào không biết, còn cần tự giới thiệu sao? Vốn rất nhiều tiền bối của Trương gia, uy phong lẫm liệt, để cho người ta xem xong sự tích, đều vô cùng mơ màng, lần này tốt rồi, từng cái đều giống như in ra, bắt đầu thuyết thư. Uy nghiêm ở đâu, phong thái ở đâu? Vừa đến làm sập trận pháp cùng kiến trúc, đi vào phòng khách khai linh nhiều tượng tiên tổ như vậy. Cái tên này không phải tới khiêu chiến, là tới quấy rối a. Trương Vô Trần cảm thấy sắp tức điên. Người khác khiêu chiến, đi vào Trương gia, giống như hành hương, tràn đầy căng thẳng cùng kích động, bởi vì bất kể có thể thắng hậu bối Trương gia hay không, đều đại biểu năng lực. Vị này ngược lại tốt, không chỉ không khẩn trương, còn làm cho cả gia tộc gà bay chó chạy, ngay cả hắn cũng không khống chế được. Quá hồ đi. Hắn tuyệt đối không phải, tuyệt đối không phải. Trước mắt biến thành màu đen, không ngừng lắc đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người Trương gia, từ trước tới nay thận trọng, làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Cái tên này, nhất định không phải vị kia. Chỉ cần không phải, liền hảo hảo giáo huấn, cho hắn biết, Trương gia không thể tùy ý sỉ nhục. Phái người đi tìm Khải Linh sư trong tộc, để bọn hắn hủy linh tính của những tượng đá này đi. Thở hổn hển mấy hơi, rốt cục khôi phục lại, Trương Vô Trần nói. Linh tính có thể mở ra. Tự nhiên cũng có thể hủy diệt, chỉ bất quá, tốt nhất là Khải Linh sư đi làm, nếu không, rất dễ dàng tạo thành tổn thương cho tượng đá. Vô Trần trưởng lão nhẹ gật đầu, gọi tới một vị tộc nhân phân phó vài câu. Thời gian không dài, hai vị lão giả vội vã chạy tới. Tam trưởng lão, thất trưởng lão, Ngô trưởng lão, Mạc trưởng lão, làm phiền các ngươi. Trương Vô Trần ôm quyền. Thiên tài Trương gia sở dĩ đủ loại chức nghiệp đều cực kỳ tốt. Chủ yếu nhất là trong tộc cung phụng không ít cường giả những nghề nghiệp khác, hai vị này, chính là Khải Linh sư cửu tinh, ở toàn bộ Khải Linh sư công hội, cũng tên tuổi lẫy lừng. Tam trưởng lão yên tâm, đây là việc nhỏ. Ngô trưởng lão cười cười, vuốt râu, ánh mắt lộ ra tự tin nồng đậm. Ta sẽ hủy linh tính đi, để tượng đá ngoan ngoãn trở lại địa phương cũ. Tam trưởng lão nhẹ gật đầu. Thực lực của hai vị này, dù hết sức yên tâm, vẫn muốn ở bên cạnh nhìn. Dù sao những thứ này, đều là các thế hệ trước lưu lại, không có vật thay thế, một khi hủy hoại, liền khó mà phục chế. Trước cái này đi. Nhìn một vòng, Ngô trưởng lão đi tới trước mặt tượng Trương Lăng Nhiên, nguyên thần từ mi tâm chui ra, thẳng tắp nhấn tới. Hô! Tượng đá đang thuyết thư, lập tức ngừng lại, không nhúc nhích, giống như linh tính bị hủy hoại. Tốt rồi! Nguyên thần trở lại thân thể, Ngô trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng. Chương 2727, Linh tính đáng sợ 2. Khải Linh khá là phiền toái, coi như Khải Linh sư cửu tinh, cũng không có khả năng tùy tiện hoàn thành, nhưng hủy linh tính, chỉ cần ra tay, trong nháy mắt liền có thể thành công. Nhìn thấy dễ dàng như vậy, tam trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Đã không tổn thương tượng tiền bối, vậy liền để bọn họ tiếp tục là tốt rồi, chỉ cần hủy đi linh tính, trong thời gian ngắn như vậy, hẳn là sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Vất vả hai vị. Lần nữa dặn dò. Không có gì vất vả, ta sẽ hủy tất cả linh tính. Khoát tay áo, Ngô trưởng lão đang muốn đi hủy linh tính của tượng đá khác, liền thấy Mạc trưởng lão ở một bên chỉ,
mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoảng sợ. Làm sao vậy? Nhíu nhíu mày. Trên đầu của ngươi. Mạc trưởng lão lo lắng. Trên đầu. Tràn đầy nghi ngờ, thần thức của Ngô trưởng lão tản ra, nhìn lên đầu, chỉ nhìn một cái, đầu gối mềm nhũn suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Chỉ thấy trên đầu hắn mọc đầy cây xương rồng cùng đóa hoa, một cái tiếp lấy một cái, càng ngày càng nhanh, càng lớn càng nhiều. Vừa rồi linh tính cũng không hủy mất, mà là, chui vào nguyên thần của ngươi, ý định tranh đoạt quyền khống chế thân thể của ngươi. Mạc trưởng lão hiểu được, lo lắng hô lên. Vừa rồi đối phương dùng nguyên thần hủy diệt linh tính trong tượng đá, vốn cho rằng đã thành công, không nghĩ tới đạo linh tính kia không những không có bị tắt, còn thừa cơ chui vào linh hồn của hắn. Lần này tốt rồi, đi vào thân thể, bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế. Lấy thực lực của Ngô trưởng lão, loại linh tính cấp bậc này, muốn đoạt xá thành công khả năng không lớn, nhưng đầy đầu cây xương rồng, cỏ đuôi chó. Cũng làm người ta rất sụp đổ a hát. Đáng ghét. Ngô trưởng lão kịp phản ứng, tức giận đến mức cả người run run, cây xương rồng trên đầu không ngừng run rẩy, tinh thần nội thị, một lát sau nói. Đạo linh tính này ở huyệt điền hải của ta, tự ta với không tới, ngươi giúp một tay, sử dụng phương pháp tần chăn diệt hư, hủy diệt nó đi. Tốt. Mạc trưởng lão nhẹ gật đầu. Mấy bước đi tới trước mặt, hai hàng lông mày nâng lên, một cỗ lực lượng nguyên thần cường đại bỗng nhiên bừng lên, hóa thành khí lưu thẳng tắp đâm tới huyệt điền hải của đối phương. Lạch cạch, thanh âm giống như cây kim đâm rách bóng bay, giống như có đồ vật gì biến mất. Quan sát một hồi, lúc này Ngô trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, lần này xem như triệt để tắt đi. À, lời còn chưa dứt, ngay sau đó nhìn thấy trên đầu Mạc trưởng lão cũng mọc ra một cây xương rồng, xanh tươi ướt át. Giống như cái mũ, triệt để bao phủ đầu. Ngươi, ngươi. Bờ môi run rẩy, nói không ra lời. Chỉ là dùng nguyên thần công kích một chút linh tính, tiếp xúc liền tách ra, làm sao hắn cũng trúng chiêu. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thân thể run rẩy, Mạc trưởng lão sắp khóc. Người khác mở linh tính, muốn dập tắt, chỉ cần nguyên thần nghiền ép liền có thể hoàn thành, cực kỳ đơn giản, cái này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao ai động thủ? Liền chui vào thân thể người đó. Đang phát điên, không biết như thế nào cho phải, chỉ thấy cây xương rồng trên đầu đột nhiên run rẩy, đón gió lắc lư, phát ra thanh âm liên tiếp, tựa như nhân ngôn. Tại hạ Trương Lăng Nhiên, xin hỏi có gì cần giúp một tay không? Ngô trưởng lão. Mạc trưởng lão. Trương Vô Trần. Chương 2728, Trương Tử Tình 1. Qua không biết bao lâu, mới chém xuống toàn bộ cây xương rồng trên đầu, hai vị khải linh sư cửu tinh, lần nữa nhìn về phía tượng đá cách đó không xa, từng cái sắc mặt xanh xao, lòng còn sợ hãi. Trên khải linh chi đạo, bọn họ nắm giữ rất lợi hại, nhưng đối phương dùng khải linh thuật, hình như không có thiếu hụt, bất kể dùng loại thủ đoạn nào, linh tính đều có thể làm ra phòng ngự, thậm chí phản kích, để bọn họ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Có phương pháp nào không? Chờ tiếp cận nửa canh giờ. Ngay cả một tượng đá cũng không có hủy linh tính, Trương Vô Trần nhìn không được nữa. Cái này, Ngô trưởng lão xấu hổ, vẻ mặt thấu hồng. Bẩm báo Tam trưởng lão, chúng ta tài hèn học ít, bây giờ không có phương pháp, không biết những thứ này. Đến cùng xuất từ tay vị khải linh đại sư nào? Là, một vị cao thủ kiếm đạo của Thánh Tử Điện, Trương Huyền. Trương Vô Trần nói, Trương Huyền, liếc mắt nhìn nhau, Ngô trưởng lão, Mạc trưởng lão lộ ra mê man. Khải linh sư đỉnh phong chân chính, bọn họ biết một ít, chưa từng nghe qua cái tên này a hát. Hơn nữa, cao thủ kiếm đạo, cái quỷ gì? Phương pháp khải linh của hắn, cùng chúng ta học qua hoàn toàn khác biệt, hai người chúng ta bất lực, Tam trưởng lão có thể mang bọn ta gặp người này một chút hay không, muốn giải quyết, khả năng cũng chỉ có chính hắn mới có thể làm được. Trần chờ một lát, Ngô trưởng lão nói. Đối mặt những tượng đá trước mắt, bọn họ không có biện pháp nào, xem ra. Chỉ có thể để đối phương tự mình ra tay. Nghe được lời nói của đối phương, Tam trưởng lão xoa xoa mi tâm. Đường đường Trương gia, vậy mà không giải quyết được phiền phức do một thanh niên mang tới, truyền đi cũng không đủ mất mặt. Bất quá, hiện tại loại tình huống này, tùy ý tượng đá tiếp tục chạy loạn, phiền phức sẽ càng lớn. Vô Chân, dẫn đường. Không còn xoắn suýt, bàn tay vẫy một cái. Vô Chân trưởng lão cũng biết sự tình nghiêm trọng, không dám nhiều nói. Vội vã đi thẳng về phía trước. Tam trưởng lão theo sát, Mạc trưởng lão, Ngô trưởng lão dừng lại một chút, cũng đi theo tới.
Bọn họ muốn nhìn một chút, đến cùng là vị Khải Linh sư nào, mở ra linh tính cường đại như vậy, ngay cả bọn họ cũng không có biện pháp gì. Trương sư đi theo kiếm tần sinh tới, khiêu chiến kiếm thuật, cho nên ở khu tỉ thí. Vô chân trưởng lão giới thiệu. Mỗi ngày khách nhân đến Trương gia nhiều vô cùng, có khiêu chiến, có thăm hỏi. Vì tiện phân khu vực, chia những người này làm chủng loại khác biệt, ở khu vực cũng không giống nhau. Kiếm tần sinh cùng gia chủ có tự oán, khiêu chiến là kiếm pháp, tự nhiên là ở khu vực tỉ thí. Nơi này đều là cao thủ đến đây khiêu chiến, đao pháp, kiếm pháp, võ kỹ, thương thuật, quyền pháp. Cường giả vô số. Đương nhiên, cũng không thiếu cường giả các chức nghiệp đỉnh cao. Mau đi xem một chút, có người khiêu chiến Trương Tử Tình. Trương Tử Tình, đệ nhất tài nữ của Trương gia, tuổi còn trẻ đã là thư họa đại tông sư. Đúng vậy, 3 tuổi học vẽ, 7 tuổi ý tồn, 9 tuổi kinh hồng, 12 tuổi linh trí phá phàm, 15 tuổi hư không lâm thư, năm nay mới vừa 18 tuổi, đã vẽ ra tác phẩm như thật như ảo. Hội trưởng tổng bộ thư họa sư cũng khen không dứt miệng, cho rằng là thư họa đệ nhất thiên tài ngàn năm qua. Hơn nữa không chỉ như vậy, cầm, kỳ cũng đều vô cùng cường hãn, Trương gia cũng khó tìm ra người so sánh. Ai không có mắt như thế, đi khiêu chiến nàng. Ta cũng không biết, hẳn là một vị khách nhân vừa tới, tên. Trương Huyền, thấy có người tranh đoạt tác phẩm hội họa của nàng, liền đi nhìn một cái, hình như nói rất khó nghe, đối phương suýt chút nữa tức chết. Lúc này mới nổi giận muốn khiêu chiến. Khó nghe. Đại loại là nói bức họa này của nàng, kiến thức cơ bản quá kém, còn muốn chỉ điểm đối phương, đường đường thư họa đệ nhất thiên tài, tài nữ nổi danh nhất Trương gia, tự nhiên mất hứng. Chương 2729, Trương Tử Tình 2. Đang tiến lên, liền nghe chung quanh nghị luận ầm ĩ. Đi qua nhìn một chút. Lần này tới là tìm hắn, không nghĩ tới, còn không có xử lý xong sự tình được, lại chạy đến nơi đây nháo sự. Theo đám người đi một hồi, quả nhiên ở trên một quảng trường tìm được Trương Huyền, kiếm tần sinh che chán, đứng ở cách đó không xa, không biết nghĩ cái gì, đối diện chính là Trương Tử Tình, thì thức đến gương mặt xinh đẹp thấu hồng, cả người không ngừng run rẩy. So thư họa với ta. Nhìn qua, mí mắt Trương Huyền nâng lên. Tiền đánh cược là cái gì? Không có tiền đặt cược, ta không muốn động thủ với vô danh tiểu tốt. Đi tới nơi này, nhìn thấy không ít người tranh đoạt tác phẩm của cô gái kia. Vốn cho rằng cao thâm lắm, nhìn thấy không chịu được thất vọng. Đối phương có thể vẽ ra tác phẩm như thật như ảo, thật rất không tệ, nhưng nhận tuổi tác hạn chế, kiến thức thiếu thốn, phương diện ý cảnh có vẻ cực kỳ ngây thơ, có cảm giác vì trao từ mới đi nói buồn. Thật giống như kiếp trước rất nhiều thơ từ yêu mỹ, hầu như đều là tác giả cảm động lây, tình cảm chân thực rộ ra. Lúc này mới đưa tới vô số người cộng minh, thiên cổ lưu truyền, kéo dài không suy, chỉ bằng vào tưởng tượng ra viết, trên ý cảnh. Khó tránh khỏi kém chút. Đổi lại những người khác, lấy tính cách khiêm tốn của hắn, khẳng định lười nói nhiều, nhưng nếu là thiên tài Trương gia, khó tránh khỏi muốn phê bình mấy câu. Dù sao là tới gây chuyện, càng lớn càng tốt. Ngươi! Ánh mắt của Trương Tử Tình hận không thể giết người. Vị trước mắt này quả thực quá khinh người, nói thư họa của nàng dở dở ương ương thì thôi, còn vô danh tiểu tốt. Trương Tử Tình ta, coi như ở thư họa sư công hội, cũng danh khí cực lớn. Người người đều biết, ngươi, Trương Huyền, là cái dễ hành nào? Còn không có tiền đặt cược không tỉ thí, có thể đừng giả bộ ngưu bức như vậy được không? Tiền đặt cược liền tiền đặt cược, bộ này Đông Nhật Đạp Tuyết Đồ, là ta vẽ mùa đông năm ngoái, cực kỳ chân quý, chỉ cần có thể vượt qua ta, liền tặng cho ngươi. Dù tức run rẩy, nhưng nhìn ý tứ của đối phương, không đáp ứng khẳng định sẽ cự tuyệt, lúc này cổ tay khẽ đảo, một bức tranh xuất hiện ở trước mắt. Nhẹ nhàng mở ra, tuyết bay đầy trời, hàn khí bức người, như nhìn một hồi, sẽ thật tiến vào bên trong. Thấy nàng lấy ra bức họa này, người chung quanh thốt lên, từng cái tràn đầy hâm mộ. Có thể để cho Tử Tình lấy ra bức tranh này, xem bộ dáng là giận thật a. Trương Vô Trần vuốt râu. Đúng vậy, bức họa này, là Tử Tình thích nhất, một mực xem như chí bảo, thư họa sư công hội cho rằng đã tới Đại Tông Sư, từng có người ra giá 50 viên linh thạch tuyệt phẩm. Cũng không có bán. Vô chân trưởng lão cũng nhẹ gật đầu. Bức họa trước mắt này, là tác phẩm tốt nhất của Trương Tử Tình, không biết bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một bộ, quá mức chân quý, trưởng lão trong tộc đã gặp cũng không nhiều, không nghĩ tới lại lấy ra làm tiền đặt cược, xem ra thật bị tên này chọc tức không nhẹ. Thật là hẹp hòi. Còn tưởng rằng đối phương sẽ lấy ra tiền đặt cược gì, không nghĩ tới chỉ là bức họa, Trương Huyền tràn đầy thất vọng.
Loại tác phẩm cấp thấp này, cũng đừng có lấy ra, miễn cho mất mặt. Như vậy đi, nếu như ngươi thua, cho ta một viên linh thạch tuyệt phẩm liền tốt. Một viên linh thạch. Thân thể mềm mại nhoáng một cái, Trương Tử Tình sắp cắn nát hàm răng. Ngươi xác định. Ừm. Vẻ mặt Trương Huyền thản nhiên. Đối với hắn mà nói, tác dụng lớn nhất, đương nhiên là linh thạch, tác phẩm hội họa mà thôi. Thật muốn, tùy tiện có thể vẽ, không đáng là gì. Chương 2730, Ngô Đạo Kính 1. Một viên liền một viên, thua cũng không cần ngươi trả, chỉ cần xin lỗi liền tốt. Thấy kẻ trước mắt này, ngay cả tác phẩm của mình đến cùng chân quý bao nhiêu cũng không rõ ràng, liền ngang nhiên nói vẽ không tốt, Trương Tử Tình càng thêm tức giận, nói. Xin lỗi, không xảy ra chuyện đó đâu. Trương Huyền lắc đầu. Tỷ thí, ta còn chưa hề thua qua, muốn so thì nhanh chút, ta còn có việc. Tốt. Vội vàng hít thở mấy lần, ngăn chặn cảm xúc buồn bực, lúc này Trương Tử Tình mới nhìn lại. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tình huống bình thường, thư họa cùng cấp bậc, muốn phân biệt ra tốt xấu, rất khó làm được, dù sao cảm quan mỗi người, yêu thích khác biệt, kết quả trong lòng cũng hoàn toàn không giống. Để cho công bằng, ta có một Ngô Đạo Kính, có thể xác định đẳng cấp cùng ưu khuyết của tác phẩm hội họa, sẽ không xuất hiện sai lầm. Tay ngọc khẽ đảo. Một cái kính hình tròn cổ đồng xuất hiện ở trong lòng bàn tay, yên tĩnh lơ lửng trên không. Ngô Đạo Kính. Trương Huyền kỳ lạ. Không sai, đây là người sáng lập thư họa sư công hội, Ngô Đạo Tổ sư sáng chế, có thể giám định thư họa là thật hay giả cùng đẳng cấp, dù cái này của ta chỉ là phục chế phẩm, nhưng giám định thư họa của chúng ta, hoàn toàn đầy đủ. Thấy hắn ngay cả cái này cũng không biết, Trương Tử Tình càng thêm không vui. Ngô Đạo Kính. Là người sáng lập thư họa sư công hội lưu lại, chỉ cần là tác phẩm thư họa, đều có thể nhẹ nhõm dò xét, xác định đẳng cấp, bảo vật chân chính, khẳng định lưu ở công hội, mặc dù cái này của nàng là cao thủ hậu thế phục chế thành, nhưng dùng để giám định thư họa cũng rất thuận lợi, sẽ không xuất hiện sai lầm. Có thể cho ta nhìn một chút hay không? Trương Huyền nhìn lại. Cho. Biết đối phương nhất định sẽ kiểm nghiệm, Trương Tử Tình cũng không nhiều lời, bàn tay run lên, Ngô Đạo Kính bay tới. Ngón tay cùng gương đụng một cái, Trương Huyền đẩy trở về. Xem xong, có thể bắt đầu chưa? Trong đầu xuất hiện thư tịch, chỉ nháy mắt, liền biết năng lực của cái gương này, quả thực có thể giám định thư họa, liền không có gì có thể chất vấn. Vậy thì xem xong. Trương Tử Tình sững sờ. Mới vừa rồi còn không biết, gương không đi tới trước mặt, đã nói xem xong. Nói đùa sao? Cái Ngô Đạo Kính này, là 300 năm trước thư họa sư Cửu Tinh Chí Dương Đại Sư luyện chế thành. Do Minh Quang khoáng thạch rèn luyện, trong đó bố trí 37 đạo trận văn, ẩn chứa lực lượng thế giới trong tranh, linh tính trong đó đã dung nạp Chí Dương tiền bối, cảm ngộ thư họa, xác nhận đẳng cấp, quả thực không hề nghi ngờ, công chính vô tư. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Ngươi, làm sao biết? Con mắt của Trương Tử Tình trợn tròn, giật nảy mình. Cái Ngô Đạo Kính này, sau khi được luyện chế ra ngoài, một mực đặt ở thư họa sư công hội, lần này tộc hội, biết có người khiêu chiến. Mới bẩm báo lão sư mang đi ra. Tiêu tốn vô số tâm huyết luyện hóa, mới biết những tin tức này, vị trước mắt kia, chỉ liếc mắt nhìn, thậm chí không có cầm trong tay, liền thuận miệng nói ra. Coi như lão sư nàng, cũng làm không được điểm ấy a. À, ta vừa vặn là dám bảo sư, thứ này nhìn một cái liền nhận ra. Trương Huyền cũng không giải thích, tùy ý khoát tay áo. Dám bảo. Trương Tử Tình không hiểu ra sao. Ngay cả Ngô Đạo Kính nghe cũng không có nghe qua, nhìn một chút liền nói hết lai lịch. Dám bảo có loại năng lực này, lừa gạt quỷ đi thôi. Chương 2731, Ngô Đạo Kính 2. Bất quá, biết lúc này không phải thời điểm xoắn suýt, bàn tay vạch một cái, một tờ giấy trắng xuất hiện ở trên mặt bàn. Giấy trắng này, cùng giấy tuyên thành trước đó đã gặp khác biệt, toàn thân trắng tinh, bề mặt sáng bóng trơn trượt, dường như mực nước bình thường, căn bản không dính lên nổi. Đây là giấy lưu quang, dùng máu tươi thánh thú, phối hợp lưu quang thạch rèn luyện thành, vẽ tranh ở phía trên, vạn năm bất hủ, không mất màu sắc, mỗi một tấm đều có giá trị không nhỏ. Đám người Trương Vô Trần ở phía sau nhẹ gật đầu. Thư họa sư vẽ tranh, giấy giống như trường kiếm của võ sĩ, cấp bậc càng cao, vẽ ra ý cảnh càng ưu mỹ. Giấy lưu quang, ở toàn bộ thư họa giới cũng cực kỳ nổi danh, bởi vì sản lượng ít, xem như thư họa sư Cửu Tinh, cũng không có mấy tấm. Trương Tử Tình tiện tay lấy ra, hơn nữa dùng để vẽ tranh, xem ra đối với tỷ thí lần này, đã cực kỳ chú trọng.
hẳn là tin tức trận pháp sụp đổ truyền đến trong tai, đối phương vừa khéo nói tác phẩm hội họa của nàng không tốt, lúc này mới mượn đề tài nói chuyện, muốn ra oai phủ đầu. Trong lòng hơi động, Trương Vô Trần hiểu được. Trận pháp thủ hộ cửa vào Trương gia, bị vị Trương Huyền này phá hư, hai canh giờ trước, hắn liền truyền đến trong tộc, chỉ cần là thế hệ trẻ tuổi, hẳn tất cả đều biết. Mặc dù Trương Tử Tình là nữ tử, nhưng ý thức gia tộc cực kỳ nghiêm trọng, nhất định tràn đầy không vui, lúc này mới cố ý kiếm cớ, cho đối phương biết, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Bằng không, nơi này là phòng khách, nàng đường đường gia tộc đệ nhất tài nữ, làm sao lại xuất hiện ở đây, còn cùng vị kia gây ra mâu thuẫn. Nghĩ đến cái này, kìm lòng không được nhìn sang bốn phía, sửng sốt một chút, nhìn không được lắc đầu. Mấy người bọn hắn đều ở đây, đoán chừng vị Trương Huyền này sẽ xui xẻo. Vô Trần trưởng lão nhìn thấy động tác của hắn, biết hắn nghĩ cái gì, thấp giọng. Ha ha, như vậy cũng tốt, để cái tên này biết Trương gia chúng ta lợi hại, không đến quá mức hung hăng. Trương Vô Trần gật đầu. Mấy vị đứng đầu nhất của thế hệ trẻ tuổi trong tộc, cơ bản đều đến đây, xem ra phương pháp của đại trưởng lão, thật là không tệ. Thế hệ trẻ tuổi đi khiêu chiến, người ngoài cũng nói không ra cái gì. Hô! Hai người lặng lẽ đối thoại, phía trước Trương Tử Tình cổ tay lần nữa khẽ đảo, một cây lông bút xuất hiện. Là thiên thanh thánh hổ bút, dùng lông đuôi thiên thanh hổ làm thành. Mức độ chân quý vượt xa giấy lưu quang. Một lần lấy ra hai đại bảo vật, tên đối diện kia đoán chừng phải xui xẻo. Cái này không nhất định, biết rõ Trương Tử Tình thư họa mạnh như vậy, còn dám tiếp nhận khiêu chiến, trình độ thư họa khẳng định không yếu, có lẽ sẽ có bảo vật lợi hại hơn. Cũng phải. Nhìn rõ ràng bộ dạng bút lông, bốn phía thảo luận. Có thể được Trương gia mời, không có chỗ nào mà không phải nhân vật thiên tư chắc tuyệt, dù trình độ thư họa sư kém, nhưng bút lông nổi danh, vẫn đều nghe nói qua. Thiên thanh thánh hổ bút ở toàn bộ đại lục, cũng được cho đỉnh tiêm. Nén hương này thiêu đốt xong xuôi, không hoàn thành được, cũng coi như thua. Lần nữa lấy ra mực nước, thấm bút, ngón tay của Trương Tử Tình nhẹ nhàng bắn ra, một cây nhang lớn xuất hiện ở giữa trong sân. Bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, toát ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Nếu tỉ thí, tự nhiên phải quy định thời gian, nếu không, người vẽ nửa canh giờ, đối phương vẽ 10 năm. Hiệu quả làm sao có thể tương đồng? Tốt! Trương Huyền lên tiếng. Nhìn tốc độ cháy, đại khái không dùng đến nửa canh giờ sẽ tiêu hao hầu như không còn, thời gian này, dùng để vẽ tranh có chút khẩn trương. Vậy thì bắt đầu đi. Thấy hắn đồng ý, Trương Tử Tình lười nhác nói nhảm nữa. Bút lông lơ lửng ở trên giấy lưu quang, nhẹ nhàng điểm một cái, một đường cong lập tức hiện ra, lấp lánh ánh sáng để cho người ta lóa mắt. Chương 2732, Trương Huyền muốn nghiêm túc một. Đây là, tuyết nê thủ pháp. Truyền thuyết là năm đó Ngô Đạo Tổ sư quan sát chim bay lưỡng lự, mà sáng lập ra thủ đoạn vẽ tranh, tuyết nê hồng chảo, đảo mắt Tây Đông. Dùng loại thủ pháp này vẽ tranh, ý cảnh xa xăm, còn không có xuất hiện nội dung, đã câu hồn phách người. Bộ thủ pháp này, vài vạn năm qua, có thể học được, lác đác không có mấy, không nghĩ tới Tử Tình tài nữ chẳng những học được, còn thi triển trôi chảy như vậy, tỉ thí lần này, khẳng định thắng chắc. Xem ra, chỉ cần thư họa không cao hơn cửu tinh, không người có thể vượt qua. Bốn phía xôn xao. Vị Trương gia đệ nhất tài nữ này, vừa ra tay, bút lông, giấy, mực nước, thủ pháp, thậm chí tâm cảnh. Đều không có kẽ hở, hoàn mỹ để cho người ta sợ hãi thán phục. Không tệ. Trương Huyền cũng âm thầm gật đầu. Thân là thư họa sư bát tinh, nhãn lực của hắn so với đám người bốn phía càng thêm cường đại, tự nhiên có thể thấy được cô gái trước mắt, quả thực không dễ dàng đối phó. So với lúc trước sông danh sư lâu gặp phải vị thánh tử kia, chỉ mạnh không yếu. Thánh tử điện, dù tập hợp vô số thiên tài trong đại lục, nhưng cũng không phải thánh tử trong đó, là thiên hạ đệ nhất của thế hệ trẻ tuổi. Thật giống như Khải Linh sư công hội Trương Phong. Mặc dù là thánh tử, Khải Linh thuật ảo diệu vô song, nhưng thật muốn so với Vương Dĩnh mới đi vào tổng bộ, vẫn hơi có không bằng. Nếu không, đối phương cũng sẽ không tìm Trương Huyền hỗ trợ. Đạo lý giống vậy, vị thánh tử kia của thánh tử điện, trên thư họa rất mạnh, nhưng dường như còn xa xa không bằng vị trước mắt này. Dầm, bút lông nhẹ nhàng vung vẩy trên không trung, cho người ta một loại hưởng thụ, cả người Trương Tử Tình giống như máy móc, khống chế không sai chút nào, mỗi một nét. Mỗi một giọt mực nước rơi vào trên giấy lưu quang, đều tản mát ra ánh sáng làm người ta say mê, để cho người ta nhìn một cái, liền rơi vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế.
Trương sư, nàng đã vẽ nhiều như vậy, người cũng nhanh bắt đầu đi, nếu không thật sẽ thua. Đang quan sát, liền nghe bên cạnh có thanh âm gấp gáp vang lên. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Kiếm Tần Sinh vẫn che chán, tràn đầy bất đắc dĩ. Trước không vội, nhìn cây nhang lớn trước mắt, thời gian còn lâu, Trương Huyền lắc đầu. Hắn vẽ tranh cực kỳ đơn giản, 10, 20 cái hô hấp liền có thể hoàn thành, không cần thiết đuổi theo. Biết vị trước mắt này từng xông qua danh sư lâu, vượt qua thánh tử thư họa sư công hội, thư họa chi đạo cực kỳ cường đại, Kiếm Tần Sinh không nói thêm lời, tràn đầy xấu hổ nhìn qua. Không vội là tốt rồi. Khụ khụ, Trương sư, có thể cùng ngươi thảo luận chút chuyện hay không? Sư đệ cứ nói đừng ngại. Trương Huyền gật đầu. Là như thế này, ngươi bây giờ đại biểu là kiếm đạo, có thể đừng gây những nghề nghiệp khác hay không? Dừng lại một chút, Kiếm Tần Sinh nói. Nói thật, hắn thật có chút hối hận mang cái tên này tới. Tới là so kiếm, cao thủ am hiểu kiếm pháp còn không có nhìn thấy, trước làm sập trận pháp của người ta, sau đó khải linh tất cả tượng đá. Ngay sau đó lại muốn cùng người tỉ thí thư họa, trận pháp, khải linh, thư họa, dám bảo, một cái so một cái trâu. Ngươi thật, chỉ là tới so kiếm, có thể chú ý thân phận của mình hay không? Ngươi bây giờ là sư huynh của ta, những nghề nghiệp khác khoa trương như thế, thật được sao? Cái này, nói cũng phải. Bị hắn hỏi, Trương Huyền tràn đầy xấu hổ gãi đầu một cái. Là ta thiếu cân nhắc. Chỉ nghĩ cho Trương gia một hạ mã uy, lại quên cái này, lấy thân phận kiếm pháp đi tới Trương gia, kiếm còn chưa bắt đầu so, trước làm ra nhiều chức nghiệp như vậy, quả thực khó coi, cho người ta một loại cảm giác không làm việc đàng hoàng. Không có việc gì, chỉ cần ngươi nhớ, chúng ta tới so kiếm là tốt rồi. Thấy hắn thừa nhận, Kiếm Tần Sinh không tiện nói tiếp. Đành phải nhẹ gật đầu. Nếu không phải bởi vì hắn, đối phương cũng khó có khả năng tới, cho dù có chút sai lầm, cũng là cảm kích, không trách cứ được. Chương 2733, Trương Huyền muốn nghiêm túc 2. Ta nhớ. Trương Huyền nhẹ gật đầu, đang muốn nói tiếp, liền nghe phía trước có thanh âm, khen hay. Quá lợi hại, nhanh như vậy liền hoàn thành. Bức tranh đẹp quá, Tử Tình Tiên Tử, có thể bán bức họa này cho ta. Hay không? Thời gian ngắn như vậy, liền thành công vẽ tranh, không hổ là thiên tài thư họa sư công hội ngàn năm không gặp. Bốn phía tràn đầy thảo luận, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cô bé trước mắt, trên không vung vẩy bút lông đã ngừng lại, một bức họa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là một bộ núi trúc. Mặc dù không có thực vật khác phụ trợ, nhưng mỗi một cây trúc, đều giống như mọc ở trên giấy, xanh biên biếc, ở dưới gió nhẹ thổi, không ngừng lắc lư, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ bên trong mọc ra. Hết thảy mười mấy cây trúc, mỗi một cây, đều tựa hồ có tình cảm cùng sinh mệnh của mình, hình thái khác nhau, không có một chỗ tương tự. Trao cho đồ vật vẽ ra linh tính, tựa như đang sống, lợi hại. Trương Huyền lần nữa gật đầu. Vốn cho rằng tùy tiện làm một bức họa liền có thể chiến thắng, hiện tại xem ra, không có dễ dàng như vậy. Trình độ của cô gái trước mắt này, so với hắn tưởng tượng còn cao minh hơn không ít. Thư họa, cũng không phải càng phức tạp. Màu sắc càng rực rỡ thì cấp bậc càng cao, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, rất nhiều danh họa chân chính, thật ra thì đều cực kỳ đơn giản. Thật giống như kiểm nghiệm một đầu bếp có lợi hại hay không, liền để hắn thái sợi khoai tây vậy. Càng đơn giản, càng biểu hiện công lực. Rừng trúc trước mắt này, thoạt nhìn hời hợt, có chút mùi vị lục thực, nhưng trên thực tế, cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, trong đó mỗi một cây, đều giống như đang sống, có được sinh mệnh đặc biệt thuộc về mình. Hơn nữa, ở giữa mỗi một cây, hư thực gặp lại, xen vào nhau tinh tế, đã có hình thức ban đầu của thế giới trong tranh. Nếu không phải đối phương tuổi còn nhỏ, nhận tu vi hạn chế, chỉ sợ đã có thể làm ra tác phẩm hội họa đỉnh phong nhất, xung kích thư họa sư cửu tinh. Khó trách những người khác nói, tác phẩm hội họa cửu tinh không ra, muốn vượt qua rất khó. Trương Huyền cảm xúc một tiếng, cảm nhận được áp lực nồng đậm. Muốn vượt qua bức họa này của đối phương. Chỉ sợ chỉ có tác phẩm cửu tinh chân chính. Thế nào, Trương sư đây là muốn chủ động nhận thua ư? Đang suy tư, liền nghe thanh âm của nữ hài vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khóe miệng của Trương Tử Tình mang theo cười lạnh. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao đối phương không cần cược tranh của nàng, mà là một viên linh thạch tuyệt phẩm, tranh nàng chân quý như vậy, thật muốn thua, đối phương nhất định thua không nổi. Lúc này mới cố làm ra vẻ huyền bí, cho cái bậc thang đi xuống. Nhận thua, cái này sao có thể? Trương Huyền lắc đầu,
Ngươi vẽ rất tốt, đã như vậy, ta cũng muốn lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Cảm xúc một tiếng, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều ra một thanh trường kiếm, ở trên không trung run một cái, lắc đầu thu về nhẫn, lại lấy ra một chuôi, run một cái, lần nữa lắc đầu thu về. Như thế liên tục, rốt cuộc tìm được một chuôi trường kiếm dường như thích hợp, cầm ở lòng bàn tay, nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên bàn chân đạp mạnh mặt đất. Phần phật, một phiến đá phẳng ở dưới chân bay lên, rơi vào trước mắt. Ta bắt đầu. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, cầm trường kiếm trong tay đâm tới phiến đá. Ngươi không dùng bút lông, không dùng giấy lưu quang, dùng kiếm cùng phiến đá vẽ tranh. Thân thể mềm mại vụt qua, Trương Tử Tình như có nghiệp hỏa bay lên, suýt chút nữa nổ tung. Chương 2734, Trương Huyền chiến thắng. 1. Nàng là Trương gia đệ nhất tài nữ, càng là thiên tài thư họa sư đỉnh phong nhất, không so đo thân phận cùng một vô danh tiểu tốt tỷ thí, đã rất mất mặt, không những không cảm kích, còn qua loa như vậy. Đây là nghiêm túc ngươi nói. Ai nghiêm túc vẽ tranh, không cần bút lông, không cần giấy đặc thù, mà dùng trường kiếm. Nàng buồn bực sắp bùng nổ, một bên thân thể của kiếm tần sinh cũng nhoáng một cái, muốn thổ huyết. Mới vừa cùng đối phương nói, tới đại biểu là kiếm đạo, kết quả, liền dùng kiếm vẽ tranh. Mũi kiếm sắc bén băng lãnh, dùng để vẽ tranh, độ khó so với bút lông tăng lên gấp mấy lần, ta ý tứ chỉ là để ngươi nhớ thân phận cùng trách nhiệm của mình, đừng bởi vì nhỏ mất lớn. Cũng không có ý để ngươi làm như vậy a hát. Người ta dùng thiên thanh thánh hổ bút, giấy lưu quang, tuyết nê thủ pháp. Đủ loại thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, người giống như thợ thủ công bình thường, điều khác ở trên hòn đá. Có cần trò đùa như thế hay không? Khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, không cần nghĩ, tỷ thí lần này khẳng định thua. Người này, trong đầu có sắt a. Trương Vô Trần cũng há miệng, hồi lâu khép lại không được. Gặp qua đầu óc có vấn đề, cũng không có gặp qua vấn đề lớn như thế. Dùng kiếm vẽ tranh, đây là phát điên cái gì? Đoán chừng là cảm thấy không vượt qua được Tử Tình, lại không muốn mất mặt. Vô Trần trưởng lão phỏng đoán. Nghĩ một lát, thực sự không hiểu mục đích của đối phương, Trương Vô Trần đành phải gật đầu. Trương Tử Tình có thể được gọi là Trương gia đệ nhất tài nữ, trình độ trên thư họa so với một chút thư họa sư bát tinh đỉnh phong uy tín lâu năm, cũng chỉ mạnh không yếu, cùng độ tuổi, dù biết vị trước mắt này xông qua danh sư lâu, cũng không cảm thấy có thể thắng được. Thắng không nổi, lại không muốn hao tổn mặt mũi, cũng chỉ có thể hồ dảo man triền, đến lúc đó không sánh bằng, cũng có thể đẩy trách nhiệm đến giấy cùng bút lông. Rõ ràng mục đích của đối phương, lắc đầu, nhìn về phía trước, ngay sau đó lại ngẩn ngơ. Chỉ thấy Trương Huyền tay cầm trường kiếm, mũi kiếm cách phiến đá chừng một thước, cánh tay không ngừng xoay chuyển, trường kiếm vũ động, kiếm khí ngang dọc, che giấu cả tấm nham thạch, lại không lưu lại dấu vết mảy may ở phía trên. Thật giống như nhìn người lên đồng, hoàn toàn xem không hiểu làm gì. Tiểu tử này, điên rồi sao? Ta cảm thấy hẳn vậy, nếu không một người cầm kiếm nhảy cái gì? Bốn phía cũng lặng ngắt như tờ, đám người từng cái mặt mũi tê tê. Gặp qua đủ loại thủ đoạn vẽ tranh, có văn nhã, có điên cuồng, có phong tao, có trang nghiêm. Tựa như vừa rồi Trương Tử Tình, mỗi một bút đều linh khí 10 phần, cho người ta một loại hưởng thụ, nhưng cái trước mắt này, co giật nhảy loạn, trên phiến đá lại một chút dấu vết cũng không có. Chơi cái gì đây? Ngay cả Trương Tử Tình cũng không ngừng dụi mắt, cảm thấy có phải nhìn lầm hay không? Mới vừa rồi còn chảnh như vậy. Nói tỉ thí chưa hề thua qua, thế nào bây giờ? Liền biến thành như vậy. Giải quyết, kết thúc công việc. Đang choáng váng, chỉ thấy thanh niên trước mắt thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên đầu, tràn đầy mệt mỏi thu hồi trường kiếm. Phần phật. Phiến đá rơi vào trên mặt bàn cách đó không xa, cùng sơn trúc đồ của nàng đặt song song một chỗ. Vậy thì xong. Quay đầu nhìn, chỉ thấy cây hương vừa rồi ném ra vừa vặn tắt, không sai chút nào. Thời gian là vừa vặn, nhưng hòn đá này là thứ đồ gì? Ta so là thư họa, không phải điêu khắc, lại nói. Xem như điêu khắc, phía trên cũng phải có hoa văn mới được, cái gì cũng không có, trống rỗng, làm cái gì? Mấu chốt nhất là, vung vẩy trường kiếm 120 cái hô hấp, cái gì cũng không có làm, ngay sau đó thần thái mệt mỏi, khuôn mặt bạc màu. Trang cũng giả bộ chuyên nghiệp một chút được không? Ngươi xác định, tác phẩm hội họa là cái này. Nếu như không có vẽ xong, ta có thể để cho ngươi lại một lần. Nhìn không được nữa, nhìn lại. Đã cùng đối phương tỉ thí, tự nhiên phải thắng rõ ràng, nếu như không có phát huy tốt,
không ngại cho cơ hội lần nữa. Vẽ xong, khỏi cần làm lại. Trương Huyền cười cười, bàn tay duỗi về phía trước, một bộ thân sĩ. Chương 2735, Trương Huyền chiến thắng. 2. Dùng Ngô Đạo Kính đo lường đi. Đo lường. Thấy vẻ mặt hắn tươi cười, da mặt Trương Tử Tình nhịn không được run rẩy. Lấy tảng đá, ngay cả một chút hoa văn cũng không có lưu lại, liền cùng tác phẩm hội họa cấp 8 đỉnh phong của ta so. Không có chút lo lắng nào. Đến cùng từ đâu tới tự tin? Đúng vậy à. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Đương nhiên, nếu như ngươi chủ động nhận thua, khỏi cần đo lường cũng được. Chủ động nhận thua. Trương Tử Tình cắn răng. Lấy tảng đá, dùng kiếm ở bốn phía vẽ linh tinh một phen, ném tới đây, liền để ta nhận thua. Gặp qua bệnh tâm thần, nhưng chưa thấy qua bệnh tâm thần nặng như thế. Đúng vậy, tác phẩm hội họa lợi hại như vậy, ta cũng hao tốn vô số tâm huyết mới hoàn thành, trong thời gian ngắn, lại muốn làm ra bức thứ hai, gần như không có khả năng. Thở ra một hơi, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong ánh mắt mang theo cô độc cùng tịch mịch. Vô số tâm huyết, không làm được bước thứ hai. Tất cả mọi người đều lảo đảo. Trên tảng đá cái gì cũng không có, ngay cả một tia tổn hại cũng không xuất hiện, cho cái bánh thịt. Chó cũng có thể làm ra a. Còn tâm huyết, tâm cọng lông a hát. Ngươi khẳng định muốn dùng Ngô Đạo Kính. Thấy đối phương một bộ lợn chết không sợ bỏng, Trương Tử Tình khẽ nói. Đương nhiên. Khoát tay áo, Trương Huyền một bộ khí tốc cao nhân. Tốt, ta để ngươi thua rõ ràng. Hừ lạnh một tiếng, Trương Tử Tình cũng nhịn không được nữa, bàn tay vung lên, Ngô Đạo Kính lơ lửng giữa không trung. Hậu bối mạt học Trương Tử Tình, kính xin Ngô Đạo Kính tiến hành xét xử, kết luận thư họa yêu khuyết. Ngón tay hướng về phía trước duỗi ra, nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo quang mang bao phủ tại trên gương. Phần phật, Ngô Đạo Kính tượng là lập tức bị kích hoạt, tản mát ra hào quang bảy màu, mặt kính hướng phía dưới, thời gian nháy mắt liền sơn trúc đồ, bao phủ ở bên trong. Sơn trúc đồ, trúc có linh tính, núi có gió, có thời tiết, tự nhiên hoàn mỹ dung hợp, không bất ngờ, không làm bộ, đã đạt tới cấp 8 đỉnh phong, là tác phẩm khó gặp. Thời gian không dài, trong Ngô Đạo Kính vang lên thanh âm. Nghe được phán định, Trương Tử Tình thở phào nhẹ nhõm, lông mi nhịn không được nâng lên, lộ ra vẻ kiêu ngạo. Có thể được Ngô Đạo Kính đánh giá như vậy, nói rõ nàng bức họa này coi như không bằng Đông Nhật Đạp Tuyết Đồ trước đó, cũng chênh lệch không xa. Nhìn xem Ngô Đạo Kính cho ngươi phán xét thế nào. Biết mình thắng chắc, Trương Tử Tình hừ lạnh một tiếng nhìn sang. Xì xì xì. Bình luận xong tác phẩm của nàng, Ngô Đạo Kính quét tới hòn đá trên bàn. Dừng lại một lát lại quét một lần. Tựa hồ có chút đắn đo khó định, lần nữa quét một lần. Liên tục ba lần, ngừng lại, thanh âm vừa rồi lần nữa chậm rãi vang lên. Bức họa này, khó gặp, so với cái trước mà nói, chiến thắng. Chiến thắng. Thân thể mềm mại nhoáng một cái, Trương Tử Tình cho là mình nghe lầm, con mắt muốn trừng ra ngoài. Sao Ngô Đạo Kính cũng bắt đầu mở mắt nói lời bịa đặt. Cái đồ chơi này, tùy tiện cũng có thể nhặt mấy khối, làm sao lại khó gặp. Ách, cái tình huống gì a? Đám người Trương Vô Trần cũng sững sờ tại nguyên chỗ, trợn mắt hốc mồm. Chương 2736, nương thân gả cho. 1. Ngô Đạo Kính, ngươi nói. Ta thua. Khó tin, cũng nhịn không được nữa, Trương Tử Tình hỏi. Không sai, tác phẩm này của hắn, dùng phương pháp vẽ tranh đơn giản nhất, nhưng nhắm thẳng vào chân ý, thư họa sư cửu tinh bình thường cũng không thể làm được, dù tác phẩm của ngươi không tệ, nhưng lại xa xa không bằng. Ngô Đạo Kính lên tiếng. Loại vũ khí cấp bậc này, đã có linh tính thuộc về mình, có thể cùng người đối thoại giao lưu. Hắn dùng kiếm ở phía trên vẽ lên mấy lần. Ngay cả một dấu vết cũng không có lưu lại. Làm sao có thể thư họa sư cửu tinh cũng làm không được. Trương Tử Tình sắp nhổ hết tóc. Mở mắt nói lời bịa đặt, cũng không thể nói như vậy a. Nhiều người như vậy đều tận mắt nhìn hắn vẽ tranh, tiện tay ở trên mặt đất cầm lấy một tảng đá, dùng kiếm để điêu khắc. Phía trên cái hoa văn gì cũng không có, ở đâu ra tranh. Cẩn thận đến trước mặt quan sát, nhất định có thể phát hiện đặc thù. Thấy nàng không hiểu. Ngô Đạo Kính lắc lư một cái, không nói thêm lời, dường như vẫn đắm chìm trong tác phẩm mỹ lệ, không cách nào tự kiềm chế. Chần chờ một chút, đi tới trước mặt cái bàn, Trương Tử Tình cúi đầu nhìn sang phiến đá. Mặt ngoài phiến đá còn có bụi bặm, lúc trước thợ đá điêu khắc ra vẫn còn dấu vết, từng đạo hoa văn, cùng hòn đá trên mặt đất giống nhau như đúc,
không có bất kỳ đặc thù gì. Phía trên này không có tranh AH. Nhìn kỹ một chút, cũng không phát hiện phía trên có dấu vết kiếm khí lưu lại, càng nghĩ càng kỳ lạ, thần thức khẽ động, lan tràn ra. Con mắt không nhìn thấy, có lẽ thần thức có thể quan sát ra vấn đề. Thần thức bao phủ phiến đá, thân thể của Trương Tử Tình nhất thời cứng đờ, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Cái này, bờ môi không ngừng run rẩy, dường như khó tin mình nhìn thấy. Làm sao vậy? Đám người Trương Vô Trần cũng nhíu mày, thần thức nhịn không được lan tràn ra. Vừa xem xét, đồng dạng ngây người tại chỗ. Không sai, phiến đá này, là ta dùng kiếm khí vẽ ra, không phải là tồn tại chân thực, tảng đá trước đó, sớm đã vỡ thành bột phấn, bị ta thu vào chữ vật giới chỉ. Thấy bọn họ nhìn ra vấn đề, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Vừa rồi kiếm khí ngang dọc, người ngoài thoạt nhìn, trên tảng đá cái gì cũng không có lưu lại, trên thực tế, chỉ dùng kiếm khí, lấy tảng đá vừa rồi làm mẫu, lần nữa vẽ ra một cái giống nhau như đúc. Thời điểm còn là thư họa sư thất tinh, hắn liền lĩnh ngộ hư không lâm thư, có thể vẽ tranh ở trên không trung, để cho người ta khó phân thật giả, lúc này đạt tới bát tinh đỉnh phong, tự nhiên càng không thành vấn đề. Mặc dù là kiếm khí tổ hợp thành, không dùng thần thức quan sát, coi như thư họa sư cửu tinh cũng khó có thể phân biệt. Nguyên nhân chính là như vậy, mặc kệ là Trương Tử Tình, hay Vô Trần, Vô Trần, đều không có phát giác được dị thường, nằm mơ cũng không nghĩ đến, tảng đá trước đó tiện tay từ dưới đất nhặt lên đã biến mất, trước mắt là một bức tranh. Vẽ đá, vậy mà chúng ta không thể nhìn ra. Tử Tình chỉ để cây trúc có linh tính, thoạt nhìn giống thật, mà hắn đã vượt ra loại cảnh giới này, lấy giả đánh cháo, ai cũng nhận không ra. Hiểu ra, Trương Vô Trần khó mà tin được. Thư họa sư cửu tinh chân chính, vẽ ra mà nói, có thể lấy giả đánh cháo, người thật khó phân biệt, không nghĩ tới, thanh niên này cũng có thể làm được. Chẳng lẽ, hắn đã là cửu tinh? Nếu thực như thế, quá kinh khủng đi. Ta, thua. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nham thạch trước mắt, phát hiện cùng thật không có gì khác nhau, không phải thần thức dò xét, không thể nhận ra, khuôn mặt Trương Tử Tình trắng bệch, tự lẩm bẩm. Vốn cho rằng đối phương tùy tiện đâm ra kiếm khí, làm sao cũng không nghĩ đến, thật sự là đang vẽ tranh, hơn nữa, còn có linh tính như vậy, ai cũng phân biệt không ra. Chương 2737, nương thân gả cho. 2. Khó trách Ngô Đạo Kính nói nàng thua, lại thua, nát bét, căn bản không ở cùng một đẳng cấp. Chỉ dùng kiếm, liền vẽ ra loại tác phẩm cấp bậc này, ngươi. Dùng bút lông, sẽ mạnh bao nhiêu? Cũng nhìn không được nữa, nhìn lại thanh niên trước mắt. Đối phương nói nghiêm túc, nàng còn tưởng rằng muốn lấy ra năng lực toàn bộ, không nghĩ tới chỉ dùng kiếm, liền làm ra một bộ tác phẩm nàng cũng không cách nào vượt qua. Thật muốn dùng bút lông, lại nên mạnh cỡ nào? Ta không có lừa ngươi, là thật đang vẽ tranh nghiêm túc. Thấy nàng hoảng sợ, Trương Huyền gật đầu cười. Nói thật, ngươi lý giải thư họa, quả thực rất mạnh, nếu không phải vì vượt qua ngươi, ta có khả năng tùy tiện tìm cỏ dại vẽ lên, không có khả năng dùng kiếm. Thật ra thì, thật muốn dụng tâm vẽ tranh, kiếm hay bút lông, không có khác nhau quá nhiều. Cỏ dại. Da mặt Trương Tử Tình co lại. Thứ này làm sao vẽ tranh? Rất đơn giản. Nhìn chung quanh một vòng, ngón tay Trương Huyền điểm một cái, trong hoa viên cách đó không xa, một cây cỏ dại bay tới, rơi vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng vung lên. Rầm. Nước trong ao bay tới, rơi vào trên cỏ dại, Trương Huyền nắm sợi cỏ, từ từ vũ động ở trên không trung. Xì 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 xì. Không khí bốn phía lập tức sền sệt, trong khoảnh khắc, một dòng sông rộng lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người, lao nhanh gào thét, tựa như lúc nào cũng sẽ chảy ra, bao phủ cả tiểu viện. Hư không vẽ tranh, không dùng mực nước, dùng nước vẽ ra dòng sông. Trương Tử Tình nuốt ngụm nước bọt. Nàng vẽ tranh, phải dùng bút lông chân quý nhất, cùng mực nước chân quý nhất, vẫn cảm thấy như vậy, mới có thể đẩy cảnh giới tác phẩm tới đỉnh phong, nhìn thấy đối phương mới hiểu được, căn bản không phải chuyện như vậy. Hạ bút thành văn, không có gì không thể làm tranh, không có gì không thể vào tranh. Đây mới thật sự là thư họa đại tông sư, chân chính nghiên cứu thư họa đến tận xương tủy. Bức họa này, so với sơn trúc đồ của ta, ý cảnh còn cao hơn. Nhìn một hồi, mặc dù Trương Tử Tình không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, đối phương dùng cỏ dại cùng nước ao, tùy tiện vẽ sông này, so với sơn trúc đồ của nàng vẫn cao minh hơn không ít. Nha, vừa rồi vẽ đá, ta lý giải thư họa lại tiến bộ một ít, cho nên hiện tại dùng cỏ dại, cũng vẽ không tệ.
Trương Huyền giải thích nói. Học được năng lực của thư họa sư bát tinh, hắn rất ít vẽ tranh, vừa rồi tảng đá kia, xem như lần đầu tiên nghiêm túc, kết quả từ đó nhận được không ít kinh nghiệm quý báu, cho nên lý giải đối với họa đạ, càng sâu một bước. Bởi vậy, tùy tiện dùng cỏ dại vẽ, cũng để ý cảnh vượt qua đối phương. Lại tiến bộ. Thân thể lần nữa lắc lư, trước mắt Trương Tử Tình biến thành màu đen. Nàng tự nhận là ở trên thư họa, có được thiên phú không người có thể so sánh, nhưng so sánh với vị trước mắt này, kém vẫn quá xa, không thể so sánh nổi. Tử Tình tiên tử, ta nhớ được ngươi từng nói, chỉ cần thế hệ trẻ tuổi, có người có thể ở trên cầm kỳ thư họa vượt qua ngươi, bất kể là ai, đều sẽ gả cho. Không biết có phải thật hay không? Đột nhiên, trong đám người có một thanh niên hô lên. Cái này, Trương Tử Tình sững sờ, ngay sau đó lần nữa nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa, chân mày hơi nhíu lại. Chương 2738, Trương Giang 1. Thân là đệ nhất tài nữ, danh khí lớn, lại thêm dung mạo mỹ lệ, mỗi ngày đều có không ít tỏ tình, để nàng phiền muộn không thôi. Bởi vậy, từng ngang nhiên tuyên bố, bất kể là ai, chỉ cần tuổi tác không cao hơn 30, có thể ở cầm, kỳ, thư, họa vượt qua nàng, liền sẽ không chút do dự gả cho đối phương. Nói như vậy, chỉ là lời chối từ, tránh khỏi người khác quấy rối, dù sao, có thể thắng được nàng hầu như không tồn tại. Ai nghĩ đến, thực sự có người ở trên thư họa vượt qua, hơn nữa dễ dàng như vậy. Mặc dù tính cách của người này không tốt lắm, nói chuyện cũng không dễ nghe, nhưng có bản lĩnh thật sự, có thể gả cho hắn, cũng không tệ. Người khác nhắc lên, trong lòng nhịn không được toát ra ý nghĩ. Không biết, Trương Sư có biết đánh đàn hay không? Kìm nén không được nhìn lại. Hiểu sơ một chút. Trương Huyền gật đầu. Mặc dù đã là ma âm sư bát tinh, nhưng vẫn phải khiêm tốn một chút. Vậy, đánh cờ thì sao? Hoàn toàn không hiểu. Trương Huyền lắc đầu. Chức nghiệp học không ít, nhưng mà không có học qua kỹ thuật, có thể nói một chữ cũng không biết. Không biết không sao, ta có thể dạy ngươi. Trương Sư có bằng lòng đi Thanh Nhã tiểu trúc của ta, cùng nghiên cứu cầm kỳ thư họa hay không? Khuôn mặt Trương Tử Tình đỏ lên nói. Nói như vậy, đã coi như là thổ lộ. Cầm kỳ thư họa. Trương Huyền lắc đầu. Loại phụ tu này, chỉ tùy tiện học một ít, tiêu khiển giải trí mà thôi, thư họa cũng chỉ học không đủ 2 ngày, chuyên môn nghiên cứu. Liền thôi. Hắn tới là muốn đánh mặt Trương gia, ép tiểu thiên tài xuất hiện, nào có thời gian học cầm kỳ thư họa gì. Lại nói, nhìn vài cuốn sách là được, còn cần theo ngươi học. Nghe được đối phương cự tuyệt, vẻ mặt Trương Tử Tình khó coi, có điều ngay sau đó lộ ra vẻ khó tin. Ngươi nói, ngươi học thư họa, tổng cộng học không đến 2 ngày. Trương Huyền suy tư một chút, gật đầu. Toàn bộ thời gian cộng lại, hẳn không đến. Học tập thư họa sư, chỉ là vì khảo hạch danh sư, dùng thời gian không nhiều, mỗi cấp bậc 1 canh giờ, hiện tại đạt tới bát tinh, cũng chỉ có 8 canh giờ mà thôi, coi như cộng thêm đọc sách, hẳn là cũng sẽ không vượt qua 2 ngày. Nói như vậy, không tính khoác lác, không nói 1 ngày, đã rất phù hợp bản tính khiêm tốn của hắn. Không đến 2 ngày, lý giải thư họa cao thâm như vậy. Trương Tử Tình không tin. Đã thua, liền cho ta tiền đặt cược đi. Không thèm để ý đối phương chấn kinh, Trương Huyền nhìn qua. Bởi vì có linh thạch tuyệt phẩm, hắn mới đồng ý cá cược, đã thắng, đương nhiên phải lấy. Linh thạch, lúc này mới nhớ tới vừa rồi cá cược, Trương Tử Tình mỉm cười. Vừa rồi vị bằng hữu nào nói, chắc hẳn ngươi cũng nghe đến, chỉ cần cầm kỳ thư họa vượt qua ta, ta liền có thể gả cho hắn. Bây giờ ngươi ở thư họa đã vượt qua ta quá nhiều, chỉ cần 2 loại cầm kỳ không kém. Cùng kết liền cành, cũng sẽ không phải không có khả năng. Nói đến đây, khuôn mặt đỏ lên. Một nữ hài, lời nói đến nước này, xem như cực kỳ lớn mật. Bất quá, gánh vác lấy tên tuổi đệ nhất tài nữ, thanh cao đã quen, thật vất vả gặp phải một vị, chân chính có thể vượt qua nàng, không khỏi cũng có chút ý nghĩ. Thế nào, ngươi là muốn trốn nợ, không nguyện ý trả cho ta 1 viên linh thạch tuyệt phẩm kia. Ra đầu Trương Huyền nổ tung, con mắt trợn tròn, tràn đầy tức giận. Vừa rồi thời điểm đánh cược, nói rất hay, thua liền cho, làm sao, hiện tại thật thua, không dám thừa nhận, còn muốn gả cho mình. Nằm mộng đẹp cái gì? Chương 2739, Trương Giang 2. Trương Tử Tình cắn răng. Thua thì thua, 1 viên linh thạch tuyệt phẩm nhất định phải cho. Trương Huyền nghĩa chính ngôn từ. Đừng trốn tránh, muốn trốn nợ,
không có cửa đâu. Lần này chuyên môn đánh mặt Trương gia, thay Lạc Nhược Hy chút giận, lại cưới nữ nhân trở về, còn làm sao có mặt gặp người. Ngươi, Trương Tử Tình thật muốn điên rồi. Náo loạn nửa ngày, bản thân ở trong lòng đối phương, ngay cả một viên linh thạch cũng chưa tới. Đường đường Trương gia đệ nhất tài nữ, không bằng một viên linh thạch tuyệt phẩm. Truyền đi, mất mặt cũng ném chết. Cái này, Trương Huyền thưởng thức, thật đúng là đủ kỳ lạ. Trương Vô Trần mở to hai mắt nhìn, nhẫn nhịn nửa ngày, mới nói ra một câu. Đúng vậy à, ta vẫn là lần đầu tiên, gặp phải người có thể cự tuyệt Tử Tình, hơn nữa. Hùng hồn như thế. Vô Trần trưởng lão cũng khó tin. Người lợi hại gặp qua không ít, nhưng anh hùng nan quá mỹ nhân quan, vị trước mắt này ngược lại tốt, tài nữ như Trương Tử Tình, mỹ nữ đưa ra loại yêu cầu này cũng bị cự tuyệt, chỉ vì một viên linh thạch tuyệt phẩm. Nói thật, thật muốn cưới đối phương, lấy giao thiệp cùng năng lực của nàng, linh thạch tuyệt phẩm mà thôi, còn không muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Đoán không sai, hắn là không muốn cùng Trương gia có quá nhiều liên quan. Cảm xúc xong, Trương Vô Trần cũng hiểu được, nhịn không được lắc đầu. Đối phương lý giải trận pháp, Khải Linh, dám bảo, thư họa sâu như vậy, đủ thấy là người cực kỳ thông minh, làm sao không lý giải ý tứ của Trương Tử Tình, biết còn nói ra lời kia, rõ ràng là không muốn cùng Trương gia dính líu quá nhiều. Trương Huyền, tại hạ Trương gia Trương Giang, có dám cùng ta so sánh một trận không? Cự tuyệt Trương Tử Tình, dẫn đến Tuấn Kiệt Trương gia nổi giận, một thanh niên tung người từ trong đám người bay ra, rơi vào trước mặt. So cái gì? Trương Huyền nhấc mí mắt. Thế hệ trẻ tuổi Trương gia, lẫn trong đám người, cố ý tìm hắn để gây sự, đã sớm nhìn ở trong mắt, dù sao lần này tới là muốn làm lớn chuyện, chủ động xông lại tự nhiên tốt nhất. Tại hạ không có sở trường khác, nhưng thuần thú nhất đạo không ai bằng, ngươi nhục tài nữ Trương gia ta, có dám so với ta thuần thú không? Trương Giang nói. So như thế nào? Rất đơn giản, 3 năm trước, Trương gia bắt đến một thánh thú hung mãnh. Đến bây giờ còn không có người có thể thuần phục, ta cũng không có thành công, chỉ cần ngươi có thể thành công, ta liền thừa nhận phương pháp thuần thú của ngươi càng tốt hơn ta. Trương Giang hừ lạnh, nếu ta thuần phục không được thì sao? Trương Huyền lắc đầu, cái tên này rõ ràng đào hố, chính ngươi cũng không thuần phục được, khẳng định rất khó, ta đồng dạng thuần phục không được, chẳng phải thua. Mặc dù hắn thuần thú lợi hại, nhưng cũng chỉ hạn chế ở nắm giữ huyết mạch long tộc, hoặc là một ít thánh thú thực lực thấp hơn hắn. Tu vi quá cao, sẽ không có biện pháp quá tốt. Ta nghe nói, ngươi có thể tùy tiện thuần phục linh tính đại trận, làm sao, để ngươi thuần phục thánh thú, cũng không dám. Khóe miệng Trương Giang nâng lên, nhìn lại. Ta cùng thánh thú kia, chỉ ở chung được 3 ngày, độ thân thiện đã đạt đến 25, nếu như ngươi trong vòng 3 ngày, có thể vượt qua cái này, dù không có thuần phục thành công, ta cũng thừa nhận vượt qua ta. 25. Thấy có quy tắc. Lúc này Trương Huyền mới nhẹ gật đầu, nhìn lại. Nếu như, ta thuần phục con thánh thú này, nó quy ta sao? Cái này phải nói trước, dù sao đối phương bắt, nếu không cho mình, vậy quên đi. Dù thánh thú này là gia chủ tự tay bắt về, ý định tự mình thuần phục, nhưng nếu như ngươi có thể thành công, mang hắn đi cũng không sao. Trương Giang gật đầu, mắt sáng lên, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Bất quá, nếu như ngươi thua... Ta cũng không hỏi ngươi muốn linh thạch tuyệt phẩm, chỉ cần ngươi quỳ xuống xin lỗi Tử Tình, sau đó. Lập tức cút khỏi Trương gia cho ta. Chương 2740, có muốn báo thù hay không? 1. Tốt. Trương Huyền gật đầu. Tuy không xác định, có thể thuần phục thánh thú đối phương nói hay không, nhưng vượt qua vị trước mắt này không khó lắm. Huống chi, vẫn là cha của tiểu thiên tài bắt đến, bất kể như thế nào trước thuần phục lại nói, nếu không, làm sao bức tên kia đi ra. Làm sao thay kiếm tần sinh chút giận. Nếu như tên tiểu thiên tài kia, thật không dám đi ra, vậy trước tiên đánh cha hắn một trận tơi bời lại nói. Ai bảo hắn sinh ra nhi tử không biết xấu hổ như vậy. Tử không dưỡng, lỗi của cha. Vậy thì bắt đầu đi. Thấy hắn đồng ý, ánh mắt Trương Giang hiện lên hưng phấn, bàn tay lớn vẫy một cái, sau lưng có một lão giả lập tức lui ra ngoài, biến mất ở trước mắt mọi người, thời gian không dài, lần nữa trở về. Cổ tay khẽ đảo, một chiếc lồng to lớn xuất hiện ở trên quảng trường. Chiếc lồng đường kính chừng hơn 40 mét, không biết tài liệu gì luyện chế thành, toàn thân đen kịt, mặt ngoài đủ loại hoa văn vây quanh, hiển nhiên bố trí đại trận lợi hại, để sinh mệnh bị cầm tù trong đó không thể chạy trốn. Trong lồng, một thánh thú bộ dáng giống như sư tử, nằm dạp trên mặt đất,
lười biếng nhìn bốn phía một vòng, ngay sau đó ngủ tiếp. Cái tên này, thể tích không tính quá lớn, thân dài chỉ có 4-5 mét, hơn nữa cũng không phát ra bất kỳ thanh âm cùng khí tức, nhưng mọi người ở đây, chỉ liếc mắt nhìn, con người đều co rụt lại. Là hỏa diễm kỳ lân thú. Đây chính là siêu cấp thánh thú trưởng thành liền có thể đạt tới thánh vực cửu trọng, siêu cấp gia tộc như Trương Gia, số lượng cũng không nhiều. Khó trách ngay cả thiên tài như Trương Giang, cũng không thuần phục được. Loại thánh thú này, nếu như có thể thuần phục một con, chẳng khác nào trong nháy mắt nắm giữ sức chiến đấu thánh vực cửu trọng. Ha ha, nào có dễ dàng như vậy, tên này nắm giữ huyết mạch thượng cổ kỳ lân, kiêu căng khó thuần, đừng nói muốn thuần phục, tới gần cũng khó khăn, nếu có thể thành công, Hưng Mộng Kiếm Thánh cũng không nhốt nó ở Trương Gia 3 năm, không thả ra ngoài. Này ngược lại cũng phải. Sau khi hết khiếp sợ, khuôn mặt mọi người đều ngưng trọng. Tam trưởng lão, có muốn ngăn cản một chút hay không? Trần chờ phút chốc, vô chân trưởng lão cũng nhìn không được nữa, nhìn lại. Khỏi cần. Trương vô trần lắc đầu. Nhưng nếu hỏa diễm kỳ lân thú bị thuần phục, nhất định phải đi vào lồng sắt, mà một khi tiến vào bên trong, tên này sẽ cuồng bạo hại người. 3 năm qua, hết thảy tổn thương 13 vị thuần thú sư cửu tinh, vị trương sư này tới so kiếm, bị thánh thú gây thương tích, ta sợ. Truyền đi không dễ nghe. Vô chân trưởng lão vội nói. Không phải hắn lo lắng, mà là tình huống của thánh thú kia, người ngoài không biết, hắn biết rất rõ ràng. Quá khó thuần phục. Ở bên ngoài chiếc lồng, bất kể ăn ngon hay bảo vật, đối phương nhìn cũng không nhìn, mà tiến vào trong lồng, sẽ lập tức gặp phải công kích. Bởi vì như vậy, 3 năm qua thuần thú sư cửu tinh tổn thương vượt qua 10 vị, Trương Giang để Trương Huyền thuần phục, rõ ràng không có ý tốt, là muốn mượn tay thánh thú, giáo huấn đối phương một hồi. Ta biết những thứ này. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Trương Vô Trần nói. Đối phương có thể nghĩ đến, hắn làm sao nghĩ không ra, sở dĩ không khuyên giải ngăn trở, là bởi vì Trương Huyền này vừa xuất hiện, liền cho ra chấn kinh thực sự quá nhiều, hắn muốn nhìn một chút, Trương Giang thiết kế cửa ải khó khăn này, đến cùng có thể thông qua hay không. Cái này, tốt ha. Thấy tam trưởng lão nói như vậy, Trương Vô Trần không nói nữa, ngẩng đầu nhìn Trương Huyền. Lại thấy hắn cũng mày nhăn lại, tựa hồ suy tư cái gì. Hỏa diễm kỳ lân thú. Trương Huyền đứng tại chỗ, kiến thức về loại thánh thú này, trong đầu không ngừng chảy xuôi. Tính tình bản tính của loại thánh thú này, trong thư tịch của Thánh Tử Điện, đều có ghi chép, hơi nhớ lại, liền hiểu mục đích của vị Trương Giang này. Loại thánh thú này, không có huyết mạch long tộc, thực lực lại siêu cường, muốn thuần phục, quả thực không quá dễ dàng. Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Có chút bất đắc dĩ. Nói thật, sớm biết là cái tên này, hắn sẽ không đáp ứng, coi như phương pháp thuần thú của hắn rất lợi hại, nhưng đối mặt gia hỏa cường đại như thế, sợ cũng bất lực. Đánh không lại, làm sao thuần phục? Chương 2741, có muốn báo thù hay không? 2. Thậm chí lấy thực lực của hắn, chỉ sợ còn chưa tới trước mặt đối phương, liền bị ngọn lửa nướng thành than cốc. Nướng cháy. Nghĩ đến đối phương hỏa diễm đầy người. So với địa hỏa còn phải kinh khủng hơn, đột nhiên Trương Huyền sửng sốt một cái. Thế nào, có thể bắt đầu chưa? Thấy hắn suy nghĩ, Trương Giang cười lạnh, khóe miệng nâng lên nhìn lại. Có thể. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Mở lồng ra đi. Thấy hắn đồng ý nhanh chóng như thế, Trương Giang có chút kinh ngạc, ngay sau đó nhịn không được cười lên. Tốt. Ngay sau đó khoát tay chặn lại, lão giả vừa rồi mang chiếc lồng tới vội vàng tiến lên, bàn tay chảo một cái. Lồng sắt lập tức xuất hiện một cánh cửa, không lớn, vừa vặn có thể chui vào một người, hỏa diễm kỳ lân thú khó mà chạy ra. Trương Huyền hít sâu một hơi, đi tới cạnh cửa. Trương Sư, Kiếm Tần Sinh vội vàng ngăn cản. Dù hắn hiểu thuần thú không nhiều, nhưng đối với Hưng Kiếm Thánh biết rất nhiều, cái tên này ưa thích trang bức, hơn nữa tự đại, loại người này cũng không thể thuần phục, đủ thấy ra hỏa kia đáng sợ. Thánh thú đáng sợ như vậy, trực tiếp đi vào, thực sự quá nguy hiểm. Yên tâm đi. Xoay đầu lại, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Ta sẽ biểu hiện ra kiếm thuật, để người khác biết đến. Thi triển kiếm thuật. Lông mày Kiếm Tần Sinh nhảy một cái. Ta không phải ý tứ này. Vừa rồi hắn cảm thấy đối phương có chút không làm việc đàng hoàng, lấy thân phận so kiếm tới, kết quả phá trận, khải linh, thư họa, giám bảo, mới có ý nhắc nhở. Mà lần này ngăn đối phương lại, là thật lo lắng, sợ gặp nguy hiểm. Ở trước mặt loại thánh thú này không nhúc nhích, cũng sợ đối phương công kích, lại biểu hiện ra kiếm thuật, còn không bị tươi sống chém giết.
ta rõ ràng. Bàn tay quơ quơ, Trương Huyền lười nhác nói nhiều, thân thể nhảy lên, đã đi vào lồng sắt. Hô hô hô, vừa tiến vào chiếc lồng, giống như đi vào một thế giới khác, sóng nhiệt đánh tới, muốn đốt trụi toàn thân hắn, không gian trước mắt cực nóng, giống như vặn vẹo, để cho người ta hoa mắt, thấy không rõ lắm. Hỏa diễm kỳ lân thú, lấy địa hỏa làm thức ăn, thân thể có thể sinh ra hỏa vân, nhất niệm thiêu đốt hơn 300 dặm, thánh nhân quý tộc cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nhớ tới giới thiệu về loại thánh thú này, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Nói thật, có thể vây ra hỏa kia ở chỗ này, 3 năm không trốn thoát được, chỉ sợ cũng chỉ có Trương gia mới có thể làm, đổi lại những người khác, chiếc lồng khẳng định sớm đã bị đốt thành cho bụi. Hô! Trong lòng đang cảm xúc. Ngay sau đó liền cảm thấy nhiệt độ bốn phía càng ngày càng cao, hỏa diễm kỳ lân thú vừa rồi nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích lười biếng, thấy có người đi vào, ánh mắt lộ ra hung ý, chậm rãi đi tới. Kỳ lân thú đúng không, người hẳn là đó có thể thấy được, ta không phải người Trương gia. Thấy nó đi tới, Trương Huyền cũng không bối rối, mà mỉm cười. Đường đường thánh thú nắm giữ huyết mạch kỳ lân, bị người Trương gia nhốt ở trong lồng, dằn vặt 3 năm, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có muốn báo thù hay không? Chương 2742, ta có thể giúp ngươi đột phá. 1. Hỏa diễm kỳ lân thú ngừng lại. Rất đơn giản, ta cũng rất chán ghét người Trương gia, không muốn tiếp tục bị nhốt, bị dằn vặt, ta có thể mang ngươi ra ngoài, chúng ta cùng một chỗ huyên náo long trời lở đất, hủy Trương gia cũng được. Đứng tại chỗ, Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua, cười nói. Hủy Trương gia, cái tên này, muốn làm gì? Trương Vô Trần cùng Vô Trần trưởng lão nghe nói như thế, ra đầu nổ tung, thiếu chút nữa ngất đi. Không phải bảo ngươi thuần thú sao, ngươi chơi đùa Trương gia làm gì? Tuy là thánh thú thánh vực cửu trọng, đối với đại gia tộc như Trương gia mà nói, không tính là gì, tiện tay có thể diệt, nhưng thật muốn làm chuyện điên rồ không ngừng phóng thích hỏa diễm. Bọn họ cũng sẽ rất nhức đầu. Mấu chốt nhất là, mặt mũi sẽ triệt để mất hết. Vẻ mặt khó coi. Nhịn không được quay đầu nhìn về phía Trương Giang cách đó không xa, chỉ thấy hắn cũng dọa đến vẻ mặt trắng bệch. Hừ, nếu như tên này thật bị thuần phục, ở Trương gia làm ầm ĩ, ngươi chờ ăn đòn đi. Trương Vô Trần hất lên ống tay áo, khẽ nói. Vâng. Trương Giang vội vàng gật đầu, tiếp tục nhìn phía trước. Làm ầm ĩ, ngươi dám không? Đây là đại lục đệ nhất gia tộc, ngươi dám làm ầm ĩ, chỉ sợ còn chưa bắt đầu, liền bị giết đi. Hỏa diễm kỳ lân thú mở miệng nói tiếng người. Tiểu gia tộc, địa phương nhỏ khác, lấy thực lực của nó làm ầm ĩ một hồi không sao, nơi này. Vẫn là yên tĩnh một ít đi. Không nói cái khác, chỉ nói vị bắt hắn tới kia, tiện tay một kiếm, cũng có thể chém giết hắn, ngay cả hỏa diễm cũng không kịp thả ra ngoài. Trương gia xác thực mạnh mẽ, cường giả vô số, nhưng làm gia tộc danh sư, phải chú ý quy củ. Không coi trọng quy củ, khẳng định đã sớm đánh ngươi chết đi sống lại. Cũng không an ổn nằm ở đây, ăn uống vô lo đi. Trương Huyền nói. Này ngược lại cũng phải. Hỏa diễm kỳ lân thú gật đầu. Tuy tức giận Trương gia giam hắn lại, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đối phương quả thực không bạc đãi nó, nếu không, không nói đánh, 3 năm không cho ăn uống, đoạn tuyệt hấp thu linh khí. Chỉ sợ hiện tại đã khuất phục. Sở dĩ không làm như vậy, là bởi vì gia tộc danh sư, chú ý quy tắc, coi như thuần thú, cũng là cam tâm tình nguyện thuần phục. Mà không phải ép buộc. Nếu không, loại thánh thú cho gia tộc sử dụng này, nếu như không cam tâm tình nguyện, một khi chủ nhân không ở đây, làm ầm ĩ lên, lặng lẽ chém giết mấy hậu bối. Tai hại càng lớn. Ta mang ngươi ra ngoài, giúp ngươi đánh người bắt nạt ngươi, còn có thể giúp ngươi tinh lọc huyết mạch, xung kích cảnh giới cao hơn. Thấy nó nghe lời của mình, không trực tiếp động thủ, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp. Tinh lọc huyết mạch, chỉ bằng ngươi. Hỏa diễm kỳ lân thú hừ lạnh một tiếng, một đám lửa từ trên người bay lên, mang theo uy áp nồng đậm. Tạch tạch, Trương Huyền chỉ cảm thấy ngực khó chịu, dường như chỉ cần nói không đúng, sẽ bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Không sai, ngươi không tin. Thân ở nguy hiểm, nhưng trên mặt Trương Huyền không có khẩn trương chút nào, ngược lại cười nhạt một tiếng. Ta có thể tại chỗ nghiệm chứng cho ngươi xem. Nghiệm chứng. Hỏa diễm kỳ lân thú cau mày. Chương 2743, ta có thể giúp ngươi đột phá. 2. Không sai, ta chỉ có tu vi lĩnh vực cảnh, coi như muốn làm loạn, khẳng định cũng làm loạn không được, nói thật nói dối, chỉ cần nhìn một cái, hẳn là rất dễ dàng phân biệt ra được. Ngươi bị nhốt đã lâu như vậy,
chẳng lẽ không muốn tu vi có chỗ đột phá, báo thù rửa hận? Chẳng lẽ thật cam tâm một mực bị vây ở chỗ này, trở thành đồ chơi để thuần thú sư rèn luyện thuần thú thuật? Chẳng lẽ thật nguyện ý nhìn sắc mặt xấu xí của Trương gia, ở trước mặt ngươi diễu võ dương oai? Lần nữa nhìn lại, trong thanh âm của Trương Huyền mang theo mê hoặc. Hiện tại cơ hội ngay ở trước mặt ngươi, đường do chính ngươi lựa chọn, nếu quả như thật không tin, chỉ nhìn một chút, cũng tương đương nhiều hơn một phần hy vọng. Cái này, hỏa diễm kỳ lân thú nói không ra lời, trong ánh mắt lộ ra mê man. Đồng ý hắn. Nó đang chần chờ, phía ngoài Trương Tử Tình đột nhiên la lên. Không hô không sao, vừa hô lập tức đưa tới chú ý của những người khác, đồng loạt nhìn lại. Ây! Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, lúc này Trương Tử Tình mới kịp phản ứng, vẻ mặt thấu hồng, đồng thời trong lòng hoảng sợ. Ma âm sư! Vừa rồi nàng kìm lòng không được muốn kỳ lân thú đồng ý, cũng không phải là tin tưởng Trương Huyền, mà là bị thanh âm của đối phương kìm lòng không được thu hút, lâm vào trạng thái mê man. Có thể dễ dàng làm được điểm ấy, nói rõ. Tên này căn bản không phải như trước đó nói, đối với ma âm chỉ hiểu rõ một chút, mà là cường hãn hơn nàng nhiều. Nếu không, tuyệt không có khả năng để thiên tài am hiểu âm luật ma âm như nàng, làm cho phân biệt mơ hồ, trực tiếp la lên. Quay đầu nhìn về phía người khác, lại phát hiện những người khác, dù tu vi thấp hơn nàng cũng không bị mê hoặc, trong lòng càng thêm chấn kinh. Tinh thông ma âm, nàng biết, cũng không phải đối phương cố ý nhằm vào, mà là thiện du giả nịch, nàng tinh thông ma âm. Tinh thông âm luật sâu sắc. Bởi vậy, người mạnh hơn nàng, bất ngờ thi triển ma âm, nhận tổn thương cũng lớn nhất. Thật giống như chọn nhầm đối tượng vậy, âm nhạc dễ nghe hơn nữa, trông nghe không hiểu, đàn nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Vị trước mắt này thi triển ma âm, toàn bộ nhằm vào kỳ lân thú, sao động ra không nhiều, nàng đối với âm điệu trời sinh mẫn cảm, cho nên liền trúng chiêu, những người khác không am hiểu, ngược lại không cảm thấy cái gì. Bất quá, đây cũng chỉ là tạm thời. Kèm theo thời gian trôi qua, toàn bộ bị mê hoặc cũng rất nhẹ nhàng. Hừ, lĩnh ngộ ma âm cao thâm như vậy, còn nói chỉ hiểu sơ một hai. Xem ra kỳ thuật nói không biết, cũng là gạt người. Sau khi hết khiếp sợ, Trương Tử Tình cắn chặt hàm răng. Cầm kỳ thư họa đã thua đối phương, cầm âm, ma âm, hiện tại cũng kém xa tít tắp, chỉ sợ kỳ thuật của tên này, cũng không đơn giản. Chờ hắn thuần thú xong, nhất định phải cố gắng thỉnh giáo. Thế nào, một cơ hội mà thôi, đối với ngươi không có chút tổn thương nào, ngược lại có thể nắm giữ lực lượng chạy đi, cùng cơ hội đột phá, sao lại không làm? Không để ý tới Trương Tử Tình ở phía ngoài, Trương Huyền tiếp tục nói. Giống như đối phương đoán, hiện tại hắn không chỉ dùng ma âm, còn có sư ngôn thiên bẩm. Cả hai điệp ra, lại thêm thiên nhận danh sư cùng sư giả chi tâm, dù lực ý chí của hỏa diễm kỳ lân thú mạnh mẽ, giờ phút này cũng bắt đầu có chút dao động. Tốt. Ta cho ngươi một cơ hội. Dừng lại phút chốc, hỏa diễm kỳ lân thú nhẹ gật đầu. Nó bị nhốt thời gian lâu dài, nếu quả thật có thể ra ngoài, hơn nữa còn có thể đột phá, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, nếu kẻ trước mắt này lừa nó, không ngại ăn luôn. Đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, một cái bình ngọc xuất hiện, nhẹ nhàng run lên, một viên đan dược rơi vào lòng bàn tay. Viên đan dược này có thể tinh lọc huyết mạch, để thánh thú đột phá, chỉ cần ngươi ăn, ta có thể bảo đảm, không cần 10 phút đồng hồ, liền có thể đột phá. Đột phá? Hỏa diễm kỳ lân thú sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn linh đan trong tay đối phương. Chỉ thấy đan dược này toàn thân vàng rực, tản mát ra mùi thuốc mê người, một cỗ linh khí tinh thuần xoay quanh bốn phía, từ bên ngoài, căn bản nhìn không ra dị thường. Chương 2744, Thanh Long Thú đột phá 1. Hô! Móng vuốt nâng lên, nhẹ nhàng bóp một cái, đan dược rơi vào lòng bàn tay, cúi đầu nhìn, càng thêm kỳ lạ. Viên đan dược này thoạt nhìn, cũng chỉ là xúc lực đan bình thường, không có bất kỳ đặc thù gì, dù trong đó ẩn chứa linh khí dồi dào, nhưng đối với nó mà nói, không đủ nhét kẻ răng, không có một chút tác dụng nào, giúp nó đột phá. Đùa giỡn đi. Dùng liền có thể đột phá, khỏi cần do dự, cơ hội cũng không dễ dàng nhận được. Thấy nó một mặt kỳ lạ, Trương Huyền nói tiếp. Không rõ lai lịch dược vật, ta sẽ không ăn, ai biết bên trong có hay không hạ độc. Móng vuốt run lên, hỏa diễm kỳ lân thú muốn ném đan dược trở về. Không phải không tin đối phương, mà là Trương gia cũng không có phương pháp để nó đột phá, gia hỏa 20 tuổi này, còn có thể lợi hại hơn đệ nhất gia tộc sao? Lại nói, viên đan dược này,
nó cũng nhìn kỹ, trừ linh khí tinh thuần, thì không có bất kỳ đặc thù gì, vạn nhất hạ xuống chất độc lợi hại, không phân biệt được, liền bi kịch. Hạ độc, con mắt Trương Huyền trợn tròn, mang theo bi phẫn. Ngươi lại hoài nghi thành ý của ta, thực lực của ta, chỉ có lĩnh vực cảnh, ngươi cảm thấy coi như hạ độc, có thể hạ độc chết ngươi. Lại nói, ta hạ độc chết ngươi, có chỗ tốt gì? Kỳ lân thú không nói thêm gì nữa. Đối phương quả thực không có lý do cùng thực lực hạ độc. Bất quá, nhân loại từ trước tới nay rất hèn hạ, dù sao nó là sẽ không chủ động đi ăn đồ vật đối phương đưa tới. Ngươi đã không tin, vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem. Thấy kỳ lân thú lười biếng bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về ngủ, không tin tưởng hắn nói, Trương Huyền hừ một tiếng, cổ tay khẽ đảo. Phần phật, một con địa ngục thanh long thú to lớn xuất hiện ở trước mặt. Chủ nhân, thanh long thú gật đầu. Dùng viên đan dược này, ta giúp ngươi đột phá. Ngón tay búng một cái, dược vật thẳng tắp bay đi. Vâng, địa ngục thanh long thú nhẹ gật đầu, không chần chờ chút nào, há miệng nuốt viên thuốc xuống. Cô cô cô, dược vật vừa tiến vào trong cơ thể, thanh long thú lập tức lộ ra biểu lộ hưởng thụ, có điều khí tức trong cơ thể không phát sinh biến hóa, hình như không đưa đến tác dụng. Chủ nhân, thanh long thú nghi ngờ nhìn qua. Đừng có gấp, dường như đã sớm ngờ tới loại tình huống này, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa bắn ra. Rầm rầm, hơn trăm thanh trường kiếm bay ra, từng vị trí liên kết, hình thành một đường thẳng, tựa như một cây cầu dài. Nằm ngược lại, Trương Huyền dặn dò, tuy không hiểu vì sao hắn làm như vậy, nhưng thanh long thú vẫn nằm lên. Hình thể thanh long thú thon dài, tựa như trường xà, nằm ở trên trường kiếm kết nối thành cầu dài, như treo lạp xưởng ở trên tam trúc. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, bàn tay Trương Huyền lại vồ một cái, từng đạo chân khí cố định thanh long thú, để hắn không rơi xuống, lúc này mới quay đầu nhìn về phía hỏa diễm kỳ lân thú cách đó không xa. Dược vật này của ta, khó mà luyện hóa, nhất định phải có kỳ lân hỏa làm phụ trợ mới có thể thuận lợi tan ra, khả năng còn cần phiền phức, mượn hỏa diễm của ngươi dùng một chút. Dù tràn đầy nghi ngờ, hỏa diễm kỳ lân thú vẫn gật đầu. Tuy không dám tùy tiện ăn dược vật của đối phương, nhưng mượn chút hỏa diễm không phải việc khó gì, vừa vặn cũng có thể nhìn một chút, viên dược vật này đến cùng có hữu dụng hay không. Đã đáp ứng, kỳ lân thú há miệng, một đạo hỏa diễm màu đỏ thắm lập tức phun ra ngoài. Thời gian nháy mắt liền cuốn tới. Bên này, hướng về phía thanh long thú là được. Chương 2745, thanh long thú đột phá 2. Trương Huyền chỉ huy. Xì 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 xì. Hỏa diễm lan tràn đến, không khí bị đốt vặn vẹo, rơi vào trên lưng thanh long thú, nhất thời phát ra thanh âm đôm đốp. Trương Huyền chuyển động trường kiếm, giống như ở trong hỏa diễm nướng thịt. Bên ngoài lồng sắt, đám người Trương Vô Trần nhìn nhau. Tất cả đều có chút ngu ngơ. Ngay cả Trương Giang là thiên tài thuần thú, cũng không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Còn địa ngục thanh long thú kia, rất rõ ràng là thú sủng của hắn, lĩnh vực cảnh đỉnh phong, liền thuần phục một thánh thú động hư cảnh đỉnh phong, hẳn là cực kỳ vui mừng. Nhưng bây giờ, tại sao phải nướng nó? Kỳ lân hỏa của hỏa diễm kỳ lân thú, so với địa hỏa còn cường đại hơn, thánh khí thượng phẩm cũng có thể tùy tiện hòa tan. Coi như địa ngục thanh long thú mạnh hơn, bị thiêu đốt như vậy, cũng chỉ có một đường nướng chín. Đây là thi triển kiếm thuật. Kiếm Tần Sinh không ngừng run rẩy. Cái tên này mới vừa nói, sẽ dùng kiếm. Hắn cho rằng muốn dùng kiếm pháp, đối phó tất cả mọi người, kết quả lại là sâu thú sủng của mình lên nướng. Có cần hố như thế hay không? Xì xì xì. Hỏa diễm thiêu đốt, bên ngoài thân địa ngục thanh long thú bắt đầu bốc lên dầu, mùi thịt nồng đậm xông vào mũi. Chủ nhân, thanh long thú có chút không kiên trì nổi, thân thể muốn run rẩy, nhưng mà bị trường kiếm buộc chặt, không thể động đậy, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Muốn đột phá, liền chịu đựng. Thấy nó bất cứ lúc nào cũng sẽ giãy giụa, Trương Huyền truyền âm qua. Địa ngục thanh long thú, địa ngục âm hàn, trong cơ thể tu luyện lực lượng thuộc tính thiên hàn, kỳ lân hỏa cùng ngươi tương khắc, nhưng vừa vặn có thể khơi thông lắng đọng trong cơ thể ngươi, tinh lọc huyết mạch, một lần xung kích cảnh giới cao hơn. Đan dược của Trương Huyền cũng có tác dụng tinh lọc huyết mạch, nhưng chỉ có tác dụng lớn với thánh thú tu vi thấp hơn hắn, loại cấp bậc như thanh long thú, có thể nói hầu như không có. Sở dĩ nói có thể giúp đối phương đột phá, trên thực tế dược hiệu đan dược là giả, mục đích thực sự là muốn mượn lực lượng của kỳ lân hỏa, giúp một tay tinh luyện huyết mạch, từ đó một lần đột phá thánh vực bát trọng. Vâng,
rõ ràng chủ nhân dụng tâm lương khổ, địa ngục thanh long thú cắn răng kiên trì. Lực lượng hỏa diễm chui vào trong cơ thể, thanh long thú chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân sôi trào, thời điểm không kiên trì nổi, viên đan dược trước đó nuốt lập tức tản mát ra lực lượng ôn nhuận, để rất nhiều ràng buộc trong cơ thể đả thông, huyết dịch vẩn đục cũng càng ngày càng trong suốt. Quả nhiên hữu hiệu, con mắt nhìn không được sáng lên. Vốn cho rằng cách làm của chủ nhân chỉ là tranh luận phải trái, không nghĩ tới thật có thể thực hiện, xem ra hẳn không bao lâu, liền có thể đột phá. Cắn răng kiên trì, sau 3 phút, quả nhiên cảm thấy lực lượng cầm cố ở thánh vực bát trọng chậm chậm xuất hiện vết rách. Ngay lúc này, đang chần chừ, thanh âm của chủ nhân vang lên ở bên tai, lại không do dự, thanh long thú cắn răng hí dài. Ầm ầm, tiếng long ngâm tựa hồ muốn xé rách lồng sắt. Tạch tạch, tạch tạch. Lực lượng trong cơ thể địa ngục thanh long thú tích tụ càng ngày càng nhiều, cũng kìm nén không được, khí tức cuồng bạo xông thẳng lên trời. Đột phá, thế mà thật đột phá. Thu hỏa diễm về, hỏa diễm kỳ lân thú sững sờ tại nguyên chỗ. Đối phương nói nuốt viên thuốc kia, trong vòng 10 phút có thể đột phá, nó còn chưa tin, hiện tại xem ra, quả thật như vậy. Xem ra đối phương không lừa nó, dược vật này quả nhiên hữu dụng. Vội vàng nhìn thanh niên cách đó không xa, chỉ thấy hắn đang cố gắng khống chế trường kiếm, bình ngọc trước đó chứa đựng dược vật, đang thả ở trên mặt đất cách đó không xa, không có chút bảo vệ nào. Kha kha, của ta. Con mắt chợt lóe, lăng không bóp một cái. Hô! Bình ngọc nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nó, cúi đầu nhìn, bên trong còn có 7 viên đan dược, không chần chờ chút nào, há miệng nuốt xuống toàn bộ. Chương 2746, thần phục ta đi. 1. Ngươi! Thu hồi trường kiếm, Trương Huyền vừa vặn thấy cảnh này, kìm lòng không được ngây người. Đa tạ dược vật của ngươi, mục đích của ngươi ta biết, nói cho dễ nghe, là giúp ta báo thù, trên thực tế không phải là muốn cho ta thần phục ngươi. Nói thật cho ngươi biết, điều đó không có khả năng. Thôi động kỳ lân hỏa trong cơ thể, luyện hóa đan dược, kỳ lân thú nhìn lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Kỳ lân thú tộc ta, cao ngạo không gì sánh được, làm sao có thể thần phục một người bình thường. Đối phương xảo ngôn thiện biện, trên thực tế còn không phải muốn nó thần phục. Ngay cả Trương gia gia chủ nó cũng không phục, phục một tiểu tử lĩnh vực cảnh. Nói đùa cái gì? Sở dĩ cùng đối phương chơi nửa ngày, chẳng qua là cảm thấy bị nhốt lâu, không một người nói chuyện, có chút tịch mịch mà thôi, ai nghĩ đến, tên này vậy mà cho nó thu hoạch không tưởng tượng được. Địa ngục thanh long thú kia, vừa rồi cẩn thận quan sát, dù sớm đã đạt đến thánh vực bát trọng đỉnh phong, nhưng chỉ một chút chênh lệch này, muốn đột phá, khó như lên trời. Kết quả nuốt viên đan dược này, lập tức thành công. Bởi vậy, có thể xác nhận, những dược vật trong bình ngọc kia, coi như đối với hắn tác dụng không có lớn như thế, cũng sẽ không yếu. Xung kích một tiểu cấp bậc, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Thuốc của ta. Không để ý nó tự tin, Trương Huyền nhìn qua, vẻ mặt sốt ruột. Ta nuốt, muốn cho ta trả, không có cửa đâu. Nhếch miệng cười một tiếng, mí mắt của kỳ lân thú nâng lên. Ai bảo ngươi đắc ý ở trước mặt ta? Ta không phải danh sư, ai sẽ cùng ngươi so quy củ, cướp được, chính là của ta. Ta không phải ý tứ này. Trương Huyền lắc đầu. Quản ngươi có ý tứ gì? Ăn đan dược của ngươi, ta có thể không ăn ngươi, cút ngay ra ngoài đi, nếu không, lại nói nhảm, liền không khách khí. Móng vuốt vẩy vẩy, hỏa diễm kỳ lân thú vẫy đuôi một cái, chậm rãi đi đến chỗ ngủ. Ta cũng không để ý đối phương có phải trở mặt hay không, Trương Huyền vội vàng nhìn qua. Ta ý tứ là, không phải ngươi đoạt thuốc của ta, mà là, dược vật giúp thánh thú đột phá, ta chỉ có một viên. Một viên? Kỳ lân thú xoay đầu lại, hơi nghi hoặc một chút. Vậy đan dược khác trong bình ngọc là cái gì? Những cái kia là, độc dược. Trương Huyền vội vàng nói. Độc dược? Kỳ lân thú ngẩn ngơ, lập tức nhếch miệng. Không muốn cho ta ăn, cũng không cần nói bậy như vậy, ngươi cảm thấy nói thành độc dược, ta liền sẽ phun ra. Nói thật cho ngươi biết, những dược vật này, ta đều luyện hóa. Đối phương đau lòng dược vật, không muốn cho ăn, ngược lại cũng thôi, không nghĩ tới nói ra sự tình buồn cười như thế. Vừa rồi trước khi nó ăn, chuyên môn dùng thần thức nhìn, cùng viên trước đó đã gặp giống nhau như đúc, không có chút khác biệt nào, nếu thật là độc dược. Thú sủng của ngươi không những không thể đột phá, chỉ sợ hiện tại đã chết. Lại nói, còn không có nghe nói qua, có ai để dược vật tăng cao tu vi cùng độc dược ở trong một cái bình.
nói dối cũng không biết. Luyện hóa, hết rồi. Nó nói xong, chỉ thấy thanh niên đối diện sắc mặt trắng nhợt, một bộ thất hồn lạc phách. Cút đi, ta không giết ngươi. Chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm, kỳ lân thú hử lạnh một tiếng, vừa định quay người, đột nhiên thân thể cứng đờ, một cỗ đau đớn kịch liệt từ trong cơ thể dâng lên. Răng rác, răng rác. Trái tim tựa hồ muốn bị xé rách, như có một loại khí lưu đặc thù, chui vào thân thể huyết mạch, đang thôn phệ lấy thần kinh, muốn tươi sống giết chết hắn. Con mắt trợn tròn, kỳ lân thú có chút luống cuống. Kỳ lân hỏa có thể thiêu đốt vạn vật, độc dược bình thường, còn không có đi vào thân thể liền bị đốt thành cho bụi, sao bây giờ đau đớn như vậy? Chương 2747, thần phục ta đi. 2. Xì 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 xì. Đang nghi hoặc, liền cảm thấy đau đớn trong cơ thể càng ngày càng kịch liệt, giống như hồng thủy quét sạch ra. Lạch cạch, trực tiếp té ngã trên đất, đứng lên cũng không nổi. Là những thuốc vừa rồi ăn kia. Con người co vào, kỳ lân thú lập tức rõ ràng nguồn gốc đau đớn, răng không ngừng run lên, thân thể lắc lư kịch liệt. Mặc dù không biết tại sao lại đau, nhưng nguồn gốc đau đớn, vẫn rất dễ dàng phát hiện, chính là những dược vật trước đó thôn phệ kia. Những đan dược này, ở trong cơ thể hòa tan ra, thành từng đạo khí tức đặc thù, chui vào kinh mạch, tựa như kịch độc ăn mòn, tùy thời có thể để hắn mất mạng. Ngươi, hạ độc. Tràn đầy tức giận xoay đầu lại, nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, trong mắt kỳ lân thú tràn đầy lửa giận. Đến bây giờ, sao còn không rõ chuyện gì xảy ra? Đối phương khẳng định là cố ý ném bình ngọc xuống đất, để nó đi trộm. Làm như vậy, sẽ không tổn hại uy nghiêm của danh sư, lại có thể để nó trúng chiêu, mấu chốt nhất là, còn không phải tự mình hạ độc bức bách, để nó oán hận không nổi. Quả nhiên, danh sư vô sỉ lên, so với bất kỳ nghề nghiệp nào còn muốn đáng sợ. Là chính ngươi vụng trộm ăn, vừa rồi ta cũng đã nói, đây là độc dược. Hai tay mở ra, Trương Huyền bất đắc dĩ. Ngươi, tức đến không ngừng run rẩy, kỳ lân thú nói không ra lời. Đối phương nói không sai, đối phương chỉ đặt cái bình ở bên người, là nó vụng trộm ăn, cũng là nó không tin đối phương, không cho rằng là độc dược. Từ trên phẩm hạnh không có chỗ nào bắt bẻ, mà nó thì trúng độc, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Nhanh cho ta giải dược. Răng run rẩy, kỳ lân thú hung tợn nhìn qua. Đối phương đã có những dược vật này, tất nhiên sẽ có giải dược. Ta không có giải dược, có điều, lại biết phương pháp làm dịu. Chỉ cần thần phục, ta có thể giúp ngươi. Vẻ mặt làm khó, Trương Huyền nói. Thần phục, ngươi nằm mơ. Hại nó ăn độc dược, thế mà còn muốn nó thần phục. Kỳ lân thú kém chút nổ tung, gào thét một tiếng, ánh mắt lộ ra sát khí nồng đậm. Coi như ta chết, cũng muốn ngươi. Ầm ầm, bỗng nhiên nhảy lên một cái, móng vuốt lăng không bổ tới. Toàn bộ chiếc lồng lập tức bị ngọn lửa tràn ngập, lực lượng khổng lồ xé rách không gian, trong nháy mắt lan tràn về phía Trương Huyền. Lạch cạch, còn chưa tới trước mặt, liền từ không trung rớt xuống, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, trong miệng phun bọt mép. Độc thực sự quá cường liệt, căn bản không chịu nổi. Thần phục đi, không thần phục, sẽ chết. Trương Huyền nhìn qua. Muốn thánh thú kỳ lân huyết mạch như ta thần phục, nằm mơ. Kỳ lân thú cắn răng. Kỳ lân nhất tộc, thượng cổ thánh thú, dù huyết mạch của nó không phải đặc biệt thuần khiết, nhưng muốn thần phục, là tuyệt đối không thể. Tình nguyện chết, cũng sẽ không đi làm. Nếu không, cũng không có khả năng Trương gia bắt 3 năm, cũng không có biện pháp mảy may. Vậy liền không có biện pháp. Trương Huyền lắc đầu, đang muốn tiếp tục khuyên can, lập tức cảm thấy trên đầu có cảm giác áp bách. Lật úp mà đến, dường như hô hấp cả người có chút khó mà duy trì. Vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời u ám, vô số lôi đỉnh phát ra thanh âm xé rách không khí, chậm rãi tụ lại. Đây là, vũ không kiếp của thánh vực cửu trọng. Con người co rụt lại. Chương 2748, vũ không kiếp 1. Trên dưới bốn phương là vũ, thánh vực cửu trọng vũ không cảnh, khống chế lực lượng không gian vượt qua động hư cảnh, lĩnh ngộ không gian chân giải. Thực lực đạt tới đỉnh phong chân chính của đại lục. Vốn cho rằng giúp thanh long thú tấn cấp, tấn thăng nửa bước vũ không cảnh là tốt lắm rồi, không nghĩ tới tên này tích lũy đầy đủ, mượn nhờ kỳ lân hỏa áp chế, một hơi xung kích đến thánh vực cửu trọng chân chính. Không gian chân giải, thuộc về thiên đạo độc nhất, muốn ăn cắp, nhất định phải chịu trừng phạt. Bởi vậy, muốn xung kích cấp bậc này, lôi kiếp sẽ càng lớn. Nếu như nói, động hư kiếp để cho người ta khó mà vượt qua, thì cái này sẽ để cho người ta tuyệt vọng. 10 động hư kiếp,
uy lực cũng kém xa cái trước mắt. Ầm ầm, mây đen trên bầu trời, thời gian nháy mắt liền lan tràn 4-5 ngàn mẫu, bao phủ cả khu vực khách quý ở bên trong, hơn nữa, còn đang không ngừng khuếch trương. Nguy rồi! Phía ngoài lồng sắt, Trương Vô Trần, thân thể run rẩy. Vũ Không Kiếp bọn họ đều vượt qua, biết độ khó, coi như tu vi hiện tại, cũng không muốn lại đến lần thứ hai. Loại lôi đình cấp bậc này, một khi bạo phát, lực lượng vượt qua thánh vực cửu trọng sơ kỳ toàn lực công kích. Ở khu vực khách quý bạo phát, đây là muốn hủy cả khu vực khách quý AH. Mới vừa hủy vô số kiến trúc ở lối vào, hiện tại khu vực khách quý lại muốn hủy đi. Trương Huyền này là tai tinh sao? Mọi người nhanh lui về phía sau, lập tức rời đi nơi này. Biết ở trong phạm vi lôi đình, sẽ dẫn tới lôi đình càng thêm mạnh mẽ, nhịn không được nữa, Trương Vô Trần hô lên. Siêu siêu siêu. Đám người cũng biết nguy hiểm, không dám tiếp tục dừng lại, tất cả đều vội vã bay ra ngoài, theo sát ở sau lưng rời xa khu vực khách quý. Lôi đình không cách nào ngăn cản, càng ngăn càng lớn, lấy thực lực của hắn, thật muốn xông vào, có thể diệt ngược lại cũng thôi, diệt không được, toàn bộ Trương gia, chỉ sợ đều sẽ biến thành cho bụi. Vị Trương Huyền này thật là một tai tinh, coi như để thánh thú đột phá, cũng không nên ở đây AH. Bực cắn răng, Trương Vô Trần sắp nổi khùng. Trương gia cũng có người đột phá vũ không cảnh, nhưng mỗi lần đều là sớm chuẩn bị tốt, thậm chí bố trí trận pháp, sẽ không ảnh hưởng đến địa phương khác, tên này ngược lại tốt, trực tiếp ở khu vực khách quý làm. Nhiều khách như vậy, thật bị đánh chết vài cái, Trương gia làm sao trả lời cho thiên hạ. Coi như bổ không chết người, đánh chết hoa cỏ. Đánh hỏng kiến trúc, cũng rất mất thể diện AH. Trương Huyền, mau dẫn thánh thú của ngươi rời đi nơi này, qua Long Hổ Sơn bên kia, nơi đó có đại trận chuyên môn, có thể giúp triệt tiêu một bộ phận lôi đình. Kìm nén không được, Trương Vô Trần hét. Đằng sau vị trí thành trấn của Trương gia, kêu Long Hổ Sơn, nơi này có địa phương chuyên môn độ kiếp, trong đó có trận pháp sư lợi hại bố trí đại trận, dù không thể hỗ trợ chặn lại lôi kiếp, nhưng có thể khiến người ta tâm ma không sinh, nguy hiểm hạ thấp rất nhỏ. Có thể đến đó, tất cả tai họa ngầm đều giải quyết. Tốt! Nhìn về phía thanh long thú cách đó không xa đang định độ kiếp, Trương Huyền muốn dặn dò một tiếng, đột nhiên cảm thấy cách đó không xa một cỗ lực lượng mãnh liệt dâng trào lên. Dù sao đều phải chết, mọi người cùng nhau. Một tiếng gào thét tức giận, lực lượng hùng hồn, lập tức từ trên người hỏa diễm kỳ lân thú lan ra. Đã xong! Trương Vô Trần từ không trung rơi xuống. Kỳ lân thú thân chúng kịch độc. Đã động tử ý định mượn nhờ lôi đình, diệt thanh long thú cùng vị Trương Huyền này đi, nên trực tiếp vận dụng toàn bộ lực lượng. Nó thân ở trung tâm lôi đình, hơi sử dụng lực lượng, lôi đình lập tức giống như bị khiêu chiến, phát ra tức giận kịch liệt. Ô ô ô, thời gian qua một lát, từ phạm vi hơn 3.000 mẫu, biến thành 1 vạn mẫu, vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Chương 2749, Vũ Không Kiếp 2. Nếu như nói vừa rồi chỉ bao phủ khu vực khách quý, hiện tại, coi như Trương gia, cũng bị bao phủ một bộ phận, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh thành bụi phấn. Ngươi, quá tốt rồi. Không nghĩ tới cái tên này, thời khắc mấu chốt ra sức như vậy, dùng sức phóng thích tu vi, khỏi cần hắn khuyên can, Trương Huyền kích động mắt sáng rực lên. Lôi đình lớn như thế, còn mạnh hơn 10 viên linh thạch tuyệt phẩm, thật muốn thôn phệ, tu vi nhất định nhanh chóng bạo tăng, đạt tới tình trạng cao hơn. Chết cho ta. Không biết ý nghĩ của hắn, kỳ lân thú chỉ biết dẫn tới lôi kiếp càng lớn, ai cũng chạy không thoát, lần nữa bạo giống, lực lượng trên người liều mạng, đột nhiên phát hiện, kịch độc trong cơ thể dường như không đau, nhất thời càng thêm ra sức. Tạch tạch, tạch tạch, lôi điện còn không có hạ xuống, sao động dư uy liền phá hủy trận pháp trên lồng, to lớn chèn ép xuống, vô số kiến trúc cũng không chịu nổi, rầm rầm sụp đổ. Chủ nhân, ta nên làm cái gì? Nhìn thấy lôi đình biến thành như vậy, vượt ra khỏi khống chế của mình, thanh long thú nhịn không được rụt cổ lại. Loại tình huống này, cũng không phải nó muốn nhìn thấy. Chủ nhân giải quyết không được, chỉ có một con đường bị tươi sống đánh chết. Không cần khẩn trương, tiếp tục thu hút lôi kiếp, càng lớn càng tốt. Dặn dò một tiếng, Trương Huyền xoay người bay về phía đám người Trương Vô Trần. Tam trưởng lão, thất trưởng lão. Đi tới trước mặt, Trương Huyền vội vàng ôm quyền. Loại thực lực này của hắn, đối với Vũ Không Kiếp mà nói, sẽ không kích thích quá lớn, có thể tự do đi lại, không làm cho lôi đình chú ý. Có phương pháp giải quyết không? Trương Vô Trần vội vàng hỏi. Lại không rời đi, một khi lôi đình hạ xuống,
ai cũng trốn không thoát. Thánh thú vừa mới đột phá của ngươi, khẳng định cũng sẽ bị tại chỗ điện giật chết. Phương pháp là có, bất quá, ngươi có công pháp bí tịch thánh vực thất trọng nhập hư cảnh, bát trọng động hư cảnh, cùng cửu trọng vũ không cảnh không? Càng nhiều càng tốt, Trương Huyền nói. Lôi đình đã chuẩn bị xong, đương nhiên phải chuẩn bị công pháp, nếu không, chẳng phải lãng phí lực lượng một cách vô ích sao? Công pháp, ngươi muốn công pháp làm gì? Trương Vô Trần ngẩn ngơ. Chuyện phát sinh ở Thánh Tử Điện, được phong làm tuyệt mật, không ai truyền tới, coi như hắn là Trương gia trưởng lão, cũng không nghĩ ra, vị thanh niên trước mắt này, có thể mượn nhờ lôi đình đột phá. Đừng quản làm gì, nắm chặt thời gian tìm đến, chỉ có như vậy, mới có thể giải quyết tai họa ngầm trước mắt, nếu không. Ta cũng không có cách nào. Trương Huyền nói. Cái này, ta chỗ này có một ít pháp quyết tu luyện nhập hư cảnh, là bởi vì truyền thụ học sinh, mới chuyên môn chuẩn bị. Đạt tới động hư cảnh, hầu như đều là cao tầng gia tộc, công pháp bọn họ tu luyện, bị phong tỏa ở trong tàng thư các, xem như ta cũng chỉ có một cơ hội lựa chọn sử dụng, không có khả năng nhìn quá nhiều. Dừng lại một chút, Trương Vô Trần nói. Động hư cảnh, đã đứng ở đỉnh phong nhất của đại lục, coi như Trương gia, cũng không có khả năng có quá nhiều, bởi vậy, thân là tam trưởng lão, cũng không bỏ ra nổi mấy quyển, về phần bí pháp hắn tu tập, khẳng định không thể cho người ngoài nhìn. Chỉ có nhập hư cảnh cũng được. Thấy lôi đình bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống, Trương Huyền biết không có thời gian so đo nhiều như vậy, khoát tay áo. Nhanh lấy ra, cho ta nhìn một cái là tốt rồi. Thấy vị trước mắt này có biện pháp, không dám trì hoãn, Trương Vô Trần khẽ đảo cổ tay, một đống thư tịch xuất hiện ở trước mắt. Chương 2750, cầu ngươi thu ta đi. 1. Số lượng không nhiều, chỉ có 20-30 bản, con mắt Trương Huyền quét tới. Sau đó nhíu mày. Giống như đối phương nói, những thứ này quả thực đều là công pháp thánh vực thất trọng nhập hư cảnh, nhưng phần lớn không phải bí tịch, mà là sách tham khảo dùng để tu luyện. Là danh sư mới có thể sử dụng dạy tham khảo, trong đó có không ít bài tập, bài học lưu lại cho học sinh, lít nha lít nhít, chân chính có tác dụng, chỉ có một loại pháp quyết. Cái này, Trương Huyền nhìn qua, công pháp hạch tâm của Trương gia không cho phép truyền ra ngoài, có thể lấy ra cho ngươi xem. Cũng chỉ có một loại này, có điều, đây là một loại công pháp thông dụng, cấp bậc không thấp, bất kỳ thuộc tính gì cũng có thể tu luyện. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Trương Vô Trần xấu hổ cười nói. Trương Huyền tràn đầy im lặng. Gia tộc khác biệt học viện, thuộc tính khá đơn nhất, có thể tu luyện, trên cơ bản đều là người cùng huyết mạch, bởi vậy, đối với pháp quyết người bình thường có thể tu luyện, số lượng cũng không nhiều, còn trưởng lão thông báo tuyển dụng tới, cơ bản đều có công pháp thuộc về mình. Cho nên gia tộc lớn như thế, để hắn lấy ra công pháp số lượng nhiều, thật đúng là làm không được. Người nơi này có công pháp luyện thể, hay pháp quyết tu luyện nguyên thần hay không? Dừng lại một chút, Trương Huyền hỏi. Lôi kiếp như thế lớn, như tiệc mỹ vị bày ở trước mắt, không thể tu luyện, thực sự quá uổng. Công pháp luyện thể ta chỗ này có không ít. Vô Chân trưởng lão khẽ đảo cổ tay, mặt đất xuất hiện một đống thư tịch, lít nha lít nhít, chừng hơn ngàn bản. Tu luyện nguyên thần, ta cũng có. Trương Vô Trần lấy ra một đống thư tịch. Chỉ cần không phải công pháp hạch tâm, những pháp quyết khác, cho người khác nhìn cũng không quan hệ gì, đây đều là Trương gia bọn họ vài vạn năm tích lũy, số lượng rất nhiều. Thấy hai người đáng tin cậy một lần, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chợt lóe, thu tất cả thư tịch vào trong óc. Ta đi đối kháng lôi kiếp. Nói xong, thân thể nhảy lên, thẳng tắp bay về phía lôi đình. Đối kháng lôi kiếp. Cái này, Trương Vô Trần đồng thời giật nảy mình, khuôn mặt của Trương Tử Tình cũng trắng bệch. Đối phương nói có thể giải quyết lôi đình, còn tưởng rằng có biện pháp gì tốt, tiến lên như thế, chẳng phải là tự tìm cái chết. Dầm, Trương Huyền đi vào lôi đình, công pháp luyện thể cùng nguyên thần dung hợp, thành công hội tụ thành thiên đạo vu hồn lĩnh vực cảnh, cùng thiên đạo kim thân cấp bậc cao hơn. Lôi đình lớn như thế, ta một người hấp thu không hết, một khi hạ xuống. Thanh Long thú khẳng định sẽ bị đánh chết, các ngươi cùng một chỗ ra đi. Nhìn lôi hải không giới hạn, Trương Huyền biết, coi như lượng cơm của hắn lại lớn, trong thời gian ngắn cũng ăn không hết nhiều như vậy. Tinh thần khẽ động, phân thân, động hư hổ lô, dây leo đồng loạt bay ra. Lôi kiếp thật là lớn. Nhìn thấy lôi đình khổng lồ như thế, phân thân, động hư hổ lô, đều tràn đầy hưng phấn, thét lên vọt tới. Trương Huyền cũng không ngừng nghỉ, vu hồn ly thể. Vận chuyển vu hồn công pháp, thân thể vô niệm vô tưởng, không ngừng thôn phệ lôi điện.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 118.